thầy ấy. Chào cả nhà. Hôm nay chúng mình ngồi đây làm gì vậy? LLP là cái gì? Có biết không? Dạ là software development project. Nghĩa là gì? Đoán xem. Dự án phát triển của mình. Vậy thì mày có biết học môn này để làm gì không? Kết quả cuối cùng để làm gì? Để đạt được điều gì? Biết không? Không biết thì trả lời không biết đi. Dạ thưa thầy, là sau khi học môn này thì bọn em có thể là bắt tay vào phát triển được một dự án phần mềm ngoài quốc tế. Cảm ơn câu trả lời, rất hay. Nhưng mà không có đúng. Môn này không giảng cho các bạn cách làm phần mềm. Cảm ơn, không phải ghẹo bạn hay là... Bởi vì bạn chưa biết thì bạn mới ngồi đây để học. Tất nhiên có nhiều bạn đã biết rồi thì phải học thêm một cái gì đó. Bạn giỏi quá thì cũng chả cần học à, nhưng mà vẫn phải làm một cái môn học này. Theo nghĩa là đó là đề cương của trường, yêu cầu bạn phải đảm bảo hoàn tất. Thực ra môn này không giảng cho các bạn cách làm phần mềm theo đúng nghĩa. Môn này bắt các bạn làm phần mềm Software Project yeah. Software Development Project. Tức là môn này nói ngược lại của bạn một chút xíu, tức là sẽ bắt các bạn làm một phần mềm. Và thông qua cách các bạn đang làm phần mềm, cái tiến trình làm một phần mềm, thì bạn sẽ học được cái cách làm phần mềm. Chứ không phải học, mà đích đến cuối cùng chúng ta là làm ra một phần mềm. Cho nên chốt điều ngay ban đầu, làm phần mềm. Còn cái việc mà làm được như thế nào, mà em mới non mà đã sao bắt em làm được, thì từ từ tôi sẽ giải thích thêm một số cái khái niệm mà các bạn cần quan tâm. Thì để có biết rõ ràng cái ngữ nghĩa của nó, Software Development Project, tức là phát triển phần mềm nhưng mà làm theo dưới dạng một dự án. Điều đó có nghĩa rằng, nhắc lại, bạn sẽ làm một dự án phần mềm của môn này ngay từ tuần đầu tiên. Đây là cái điểm khác biệt mà nó có, chắc chắn môn này nó sẽ có khác biệt so với các môn khác, và nó sẽ giống cái môn nào mà bạn đã từng biết hay chưa. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần giải thích. Chào mừng mọi người đến với môn học SWP. Cái mã môn các bạn biết rồi, tên của môn bạn biết rồi. Chắc chắn ngày hôm nay là các bạn đã đi qua mấy slot của ngày hôm qua, thì có những cái phần thông báo trước để các bạn hình dung trong cái câu chuyện của môn học này. Và điều đầu tiên, môn học này hay là ít nhất là cá nhân tôi thì chúng ta sẽ học theo cách như sau, là chúng ta có đến 2 tuần. Tôi xin lỗi xíu. Rồi, cảm ơn các bạn. Môn học này chúng ta có 2 cái cách học mà nó xen kẽ nhau, tức là một tuần online và một tuần offline. Tức là tuần này thì cả bản thân những cá nhân tôi dạy thì tất cả đều là online các lớp trong tuần này, rồi sau đó tuần sau thì là offline. Thông tin vào offline thì lịch đã có rồi, thì các bạn tuần sau mình sẽ gặp nhau trực tiếp offline ở trên trường. Nếu nói theo quan điểm lựa chọn là, nếu là tôi là người giảng bài thì tôi thích online hay offline, thì nếu gọi là nó là thích thì sẽ thích offline hơn. Về offline mình được hoạt động, ít nghĩa là về mặt đứng giảng, đi tới đi lui đó. Rồi đấy là về mặt thể chất, tức là mình sẽ được vận động. Cái nghề IT của mình ngồi cả ngày giảng bài này, tôi giống như tôi ngồi cả ngày, các bạn cũng sẽ ngồi cả ngày, thì nó không có tốt hoàn toàn chút xíu nào. Còn nếu ngay ở nhà thì nhiều khi mình chỉ đi trong cái khuôn viên nhà, trong cái đó ở trường thì có nhiều cái không gian cầu thang, rồi không gian nó rộng để mình có thể đi tới lui vận động, thì nó sẽ thư giãn hơn, máu nó sẽ bơm được đến não nhiều hơn và tốt hơn. Cho nên, và thứ hai nữa là liên quan đến cái việc là mình sẽ được cái giao tiếp xã hội một cách trực tiếp. Cái giao tiếp xã hội trực tiếp nó rất quan trọng. Bạn biết thừa một điều rằng là bạn ghẹo một cô gái hay chàng trai thông qua chat nó dễ hơn rất nhiều so với việc nói trực tiếp. Vì nói trực tiếp nó liên quan đến cái gương mặt của mình, cái biểu cảm, cái ngữ điệu, nó rất nhiều thứ nó truyền tải, cho nên khác hoàn toàn. Cho nên giao tiếp xã hội nó đòi hỏi face to face, nó khác rất rất nhiều so với giao tiếp qua chat. Mà tôi biết là thế hệ các bạn là thế hệ sinh ra mà ưu thích chat hơn đa phần thôi, chứ không phải là mình dám kết luận tất cả. Và điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách giao tiếp, cách xã hội, hội nhập xã hội sau này. Tôi chưa biết đến thời các bạn có khả năng nó sẽ hoàn toàn cái kiểu chat không thì mình không dám nói, nhưng mà chưa đâu. Nó vẫn cái nền tảng giao tiếp bình thường trước, nó vẫn là một cái điều cơ bản.
đó, cho nên học offline thích hơn. Tuy nhiên nó có những cái yếu tố mà nó khiến chúng ta cần phải đan xen giữa on và off thì tôi chả quan tâm gì đó. Thì chúng ta cũng đã từng quen với on rồi, và bây giờ cũng đã kỳ trước chúng ta đã quen cả một phần off và một phần on rồi, thì kỳ này nó có thêm như vậy thì cũng chả vấn đề. Người muốn học thì người ta sẽ tìm cách là vượt qua tất cả mọi khó khăn để người ta học, còn thằng éo muốn làm thì nó sẽ tìm một lý do, và thực ra lý do nào cũng được, đã lười rồi lý do mẹ nào cũng được như nhau thôi, vì đến cuối cùng là mình lười cơ mà, nên cái hợp lý hay không hợp lý thì mẹ kiếp nó vẫn cứ lười rồi, thì đã lười từ trong suy nghĩ rồi thì cũng sẽ khó thay đổi cái hành vi, và ngược lại chăm rồi thì cũng bảo nó không học để nó chơi, nó éo chơi đâu, đa phần là thế. Nên cố gắng chúng ta chọn cái giá trị tích cực để theo đuổi. Vậy thì liên quan đến học online và offline thì tuần này thì chúng ta dùng cái URL này. Vậy thì tuần sau offline thì trong trường mình nó vẫn có những bạn đang bị COVID, mặc dù COVID bây giờ giống như anh em mình gần như coi thường nữa đây, gần như là gần nó về zero rồi. Tất nhiên nó sẽ có những người già hay những người mà không có được trích ngừa đầy đủ vì những lý do bệnh tật các thứ thì cũng sẽ rất trục trặc nếu bị nhiễm. Cho nên trong trường mực nào đó thì mình cũng không chủ quan. Đối với chúng ta khỏe thì cũng ổn, những người già, trẻ em ở nhà thì cũng chưa có được cái lưới phòng vệ tốt về mặt COVID, cho nên vẫn có thể khả năng bị những cái chuyện nhiễm này nọ, cho nên né là càng tốt. Cho nên là có những tình huống các bạn sẽ vẫn tuần sau học off nhưng mà bạn vẫn lại bị COVID hay gì đó mà muốn giữ an toàn cho cộng đồng, cho nên là vẫn có thể on, hoặc nhà bạn cũng có việc, hoặc đơn giản là bạn lười đi. Thì tôi sẽ để đảm bảo cân đối tất cả những cái gọi là thuận lợi và khó khăn cho các bạn. Với tôi thì là người đi làm rồi nhưng không bàn, thì tôi sẽ đưa cái giải pháp như sau. Tuần này học on Google Meet vẫn link này. Và thực ra cái link này là từ thời ngày xưa các bạn học OOP, tôi trong đây có một số con người cũng đã biết, tôi vẫn giữ nguyên cái link cũ. Rồi, thì tuần sau off tôi sẽ đem camera, em chân quay các thứ này nọ lên, và tôi sẽ quay cái bài giảng trực tiếp ở trên lớp. Tất cả các môn tôi đều làm như thế, kỳ vừa rồi tôi đã làm như thế rồi. Cho nên tất cả những bạn nào nếu lười, không muốn giao tiếp xã hội, như tôi nói trước đó là cái cách dở nhất nhé. Mình có sự việc gì đó thôi thì mình mới cần online nhà. Chứ còn xã hội giờ đã bình thường trở lại rồi mà mình éo muốn bình thường trở lại thì đó là lỗi của mình đấy, là mình bất bình thường rồi. Thì tuần sau tôi sẽ làm giải pháp là live trực tiếp trong giờ giảng của tôi như kỳ trước. Tức là tôi sẽ quay cái bảng, tôi sẽ quay cái phần giao tiếp của tôi với các bạn sinh viên. Thì tất nhiên không quay được hết cả khán phòng, nhưng quay được cái bảng và quay được cái màn hình máy chiếu là được rồi, màn hình TV là được rồi. Thì coi như các bạn ở nhà hay các bạn dự thính vẫn có thể không cần đến lớp, hay cả bản chính các bạn trong lớp này không cần đến lớp, các bạn vẫn có thể nghe tôi giảng được. Các môn đều làm như vậy hết, một URL nha, nhưng mà N lớp, kể cả on và off, đó là cái giải pháp của tôi hiện nay. Thì như vậy này, nói thông ra như vậy để biết các bạn có cái sự an tâm, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ các bạn hết mình trong mọi tình huống. Điểm danh, tôi vẫn cứ điểm danh như bình thường dù bạn ở on hay off. Cho nên cá nhân tôi bạn không cần xin phép nha. Tất nhiên tử tế thì nói nhau một câu bữa nay em on ở nhà, còn nếu không cần xin phép tôi rằng em on hay off, khỏi cần chứng minh là em đang bị COVID hay không, em cần quan tâm. Học cho bạn chứ phải học cho tôi, cho nên các bạn tự biết cách gì tốt nhất cho các bạn. Tôi luôn luôn để các bạn có những không gian tự do nhất định. Như vậy thì tuần sau vẫn URL, vẫn cảm nhận được không khí học tập, nhưng khuyến khích các bạn mở tầm mắt ra xã hội đi. Đấy là điều nên, vì chúng ta cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Đấy là điều chia sẻ về mặt quy tắc học, về mặt on-off, nên không ảnh hưởng đến các bạn. Tôi sẽ không la lối các bạn nếu lớp bữa đó vắng. Nhiệm vụ của tôi đi kiếm tiền, tôi phải có mặt ở công ty, thế thôi. Tương lai các bạn chuẩn bị vậy rồi, cho nên đừng có lười trả được cái mẹ gì đâu. Rồi, tiếp theo, liên quan đến quy tắc học tập thì chắc là trong đây nhiều bạn đã từng gặp từ thời OOP đến giờ, gặp lại. Chào mừng mọi người quay trở lại. Thì trong lớp tôi muốn các bạn giao tiếp với tôi, dù on hay off, đều phải giao tiếp với tôi qua cái mic, qua cái mic, chứ không giao tiếp qua cái đường chat. Các bạn biết tính tôi rồi nha. Cái mic nó dùng để nói, còn chat là dùng để cho những thông tin cô đọng nào đó hay không, hay những thói quen chúng mày xàm xí rồi chuyện chúng mày, cái thói quen giết thời gian, câu giờ thì chúng mày mới chơi cái trò chat. Còn bình thường nói muốn cái gì ngồi cãi nhau, mà cãi nhau qua chat nữa thì điên lắm. Bốc mẹ máy lên cãi nhau cho nhanh, nói bộc lộ cảm xúc nó mới đã chứ ngồi mà chat. Trời bên kia nó ngồi nó ba dấu ba chấm, nó cứ đang typing rồi cái mình nói gọi mình điên, mình sôi máu. Nó muốn nhanh muốn gọn để tiết kiệm thời gian, bốc mic lên. Còn muốn nhây, muốn câu giờ thì chat, mà tôi sẽ không trả lời bất cả những câu hỏi nào qua chat. Tôi quan tâm. Chat chỉ là gửi thông tin thôi để mình tránh bị thất lạc thông tin. Và copy and paste cho nó chính xác. Như vậy thì mong các bạn sẽ có
giao tiếp và hỏi đáp với tôi như cách từ trước giờ những bạn nào đã từng quen, và chưa quen thì giờ cũng phải tập quen. Đấy là quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ ba là điểm danh. Thì môn này nó có cái đặc thù học nó kiểu khác một chút xíu, nhưng mà quy tắc điểm danh vẫn đảm bảo giữ nha. Thì biết phong cách của tôi rồi, tôi sẽ điểm danh vào cuối giờ, cho nên để các bạn có thể tự do trong cái việc ngủ nghề hay bất cứ cái gì. Nếu muốn lười, tao tạo điều kiện cho chúng mày lười. Và khi tôi tạo điều kiện cho các bạn lười, chính là tôi đang giết các bạn một cách mà không dùng dao. Vì thằng nào nó lười mà gặp ông thầy dễ dãi kiểu này nữa thì đéo mẹ nó tiếp tục nó lười. Người ta hỏi mày cuộc đời mày lười được cái đéo gì, được cái chó gì, chúng mày tự suy nghĩ đi. Chắc chắn là ba má mình không mướn một người nhân viên mà lười để trả lương, ô xin mà lười. Ba má đuổi đi chứ, tự nhiên họ là mình mướn họ, mình trả tiền cho họ, mình làm những việc của họ nữa, thế thì đâu, họ đâu có làm tròn vai, phải ba má đuổi. Ngay cả một cái câu chuyện đơn giản nhất cho người giúp việc nhà mình đã muốn đuổi rồi. Team nhóm trong bạn mình làm đồ án mà mấy cái thằng lười mình muốn kích mẻ ra, trừ mình đang anh em gọi nương tựa với nhau thì mình mới không có nể tình, thì mới không có hay nợ nhau thì mới không đuổi nhau thôi. Chứ bình thường mà bình đẳng với nhau đuổi mẹ mày ra khỏi nhóm cho nó nhanh, chuyện nó bình thường. Cho nên cái tôi muốn nói là nếu các bạn muốn lười, các bạn cứ lười đi. Cuộc đời nó trả lại công bằng trong chỗ này. Chuyện này giờ đời công bằng thật. Mày éo biết làm gì thì mày không có ăn đâu. À, mở ngoặc thêm, không làm mà vẫn có ăn, đó là vào tù nhà nước nuôi nhá. Không làm vẫn có ăn đấy. Ừ, không muốn điều đó hay không thôi. Còn ngoài đời là phải làm mới có ăn. Lấy những cái điều mà mày nhớ. Thì như vậy mong các bạn chăm chỉ, vì đó điều đó tốt cho các bạn. Đấy là điều tiếp theo. Vậy quy tắc cuộc chơi điểm danh. Đã biết. Tự giác đi, lớn rồi. Điều tiếp theo. Môn học này thì có một số bạn học tôi. Những môn học khác, ví dụ môn software testing và môn software requirement. Hai môn đó là hai môn quan trọng của kỳ năm. Và kỳ năm là kỳ cực kỳ quan trọng. Kỳ 2, chúng mày biết môn quan trọng là môn OOP. Chúng mày đã học tao hay học cái câu khác biết rồi. Kỳ 3, môn database quan trọng. Kỳ 4, môn Java web quan trọng. Nhưng kỳ 5, tất cả các môn quan trọng. Khác. Không phải thì cái môn mẹ nào cái gì thầy cũng nói quan trọng. Không, thực ra học là vấn đề quan trọng của cuộc đời rồi. Nhưng trong đó là có những cái nhỏ quan trọng nhỏ hơn thôi. Và mình cứ đặt đầu ưu tiên. Kỳ năm rất quan trọng thật sự. Và câu chuyện quan trọng như thế nào? Tôi đã chia sẻ cho hai cái lớp software requirement và software testing. Những bạn nào không học tôi hai môn đó, không sao cả. Các thầy cô khác sẽ có những cái chia sẻ riêng đặc biệt. Nhưng riêng cá nhân tôi có những phần ngoại truyện cực kỳ đặc biệt cho kỳ năm mà các bạn cần phải biết. Quan điểm cá nhân tôi cần phải biết. Và tôi đã chia sẻ cho hai cái lớp, những cái lớp tôi đang giảng điều đó rồi. Những bạn ở đây có thể không cùng học lớp tôi. Thì kỳ này tôi tiếp tục, tôi sẽ làm một điều phi thường. Tôi record video của hai lớp software testing và software requirement. Tôi để lên trên YouTube để các bạn có tiếp tục có cái để mà ôn. Và tôi thề với các bạn, trong tuần đầu tiên của môn software requirement, hôm nay cái lớp mà lúc buổi sáng nay tôi đã nói được phần lớn rồi. Vì các bạn học 2 slot. Thì chiều nay, chưa. Chiều nay thì bắt đầu mới màu đầu giống như lớp này thôi. Ngày mai có mấy lớp software requirement của tôi sẽ nói phần liên quan đến đi thực tập, liên quan đến cái chuẩn bị cái lộ trình nghề nghiệp cho các bạn lúc ra trường. Là tôi đã sẽ nói luôn. À, tôi sẽ nói bắt đầu từ câu chuyện học từ kỳ 5 một cách tổng quát nhất để bạn biết bức tranh từ kỳ 5 cho đến kỳ 9. Vì đây là lúc mà chuẩn bị giai đoạn cực kỳ quan trọng để chuẩn bị ra trường và đi thực tập đến nơi rồi. Tôi sẽ chia sẻ không giấu giếm bất cứ những thông tin nào ở trong đây. Để các bạn biết các bạn chuẩn bị tinh thần. Cho nên kỳ 5 tôi nói là kỳ 5 là kỳ cực kỳ quan trọng. Và các môn tôi giảng nó sẽ có dùng trong cái việc đi thực tập. Tất nhiên thầy cô khác sẽ có cái điểm nhấn kiểu khác. Tôi tôn trọng tất cả những công việc của người khác. Nhưng rõ ràng với cá nhân tôi cung cấp cho các bạn nhiều hơn tất cả những gì các bạn nghĩ rằng các bạn được hưởng. Bởi vì tôi không muốn các bạn loay hoay. Tất nhiên đó là cái tấm lòng của một người cha, người chú trong nhà. Điều đó khi bảo bọc con cái nhiều quá cũng không tốt. Nhưng có những thứ không nên bắt chúng nó thương đau mà cho chúng nó nhận thức được luôn, để chúng nó bứt cho nhanh hơn. Thì tôi đang tiếp cận theo cách đó. Như vậy thì ngày mai nếu các bạn nào mà không có học, bị đụng giờ, xem thử quá biểu tôi đã post trên YouTube, trên Facebook, thì nghe tiếp tục dự tính cái phần mà của môn software requirement. Thì tôi nói những cái phần liên quan đến thực tập cho các bạn nghe. Mới hai buổi đầu tiên. Nhưng mà những rất nhiều kỹ năng tôi trang bị thêm. Đấy là tôi PR thêm cho mấy cái lớp kia. Chứ không phải bảo các bạn cần phải coi tôi như là số 1. Đấy. Nhưng mà có những thông tin thì thầy Hoàng là người nhiều chuyện. Cho nên thầy Hoàng kể cho chúng mày nghe hết. Không phải bốc phốt bất cứ ai. Chỉ có điều là thông tin đó chúng mày nên biết. Vì lớn rồi. Kỳ năm quan trọng rồi. Chứ không có học theo kiểu chơi nữa đâu. Rồi. Đấy là phần mà mở rộng thêm. Tôi đang ghi video nhưng mà cái vì máy tôi nó vừa ghi và vừa phát. Ngày xưa thì nhờ cái thằng Mike, cái thằng Google Meet nó lo cho mình. Thì không có sao, nhưng mà hiện nay thì cứ vừa mình lo cái
vừa máy mình vừa ghi vừa phát, tự phải ghi lên local cho nên nó hay bị trục trặc cái mic. Còn máy các bạn cứ tự ghi cái bài giảng của tôi thì nó dễ, không bị sao cả. Nhưng máy tôi là vừa phát vừa ghi nên nó bị trục trặc. Tôi đã cài lại Win tất cả mọi thứ rồi, tôi chưa tìm được nguyên nhân. Nên âm thanh có thể nó lúc lên lúc xuống. Tôi đang vẫn thử nghiệm. Rồi. Thì tôi đang record tất cả các lớp đấy nhá. Và tôi sẽ cắt những cái nội dung nào mà nó ổn thì tôi đưa lên trên YouTube để các bạn có đủ một series học. Thế là nói trước cho các bạn. Còn môn này thì nó tương đối tự do hơn cho nên có khi ghi không đủ hết. Thì có những cái buổi mình chỉ đơn giản thảo luận thôi thì cũng không đáng để phải ghi vào. Rồi, tiếp theo. Là đến thông tin cơ bản. Tiếp theo, quy ước trong quá trình tôi giảng bài hoặc quá trình tôi nói chuyện với các bạn thì các bạn mạnh dạn trao đổi và hỏi tiếp và hỏi tôi. Môn này bắt buộc phải hỏi. Môn này nó khác hoàn toàn các môn khác. Môn này bắt buộc các bạn phải hỏi. Nếu không các bạn làm sai được. Tôi sẽ nói lý do của những cái môn này nó quan trọng như thế nào theo một nghĩa khác. Cho nên mạnh dạn dùng mic, dùng mic giao tiếp với tôi. Và trên lớp của tôi thì cũng mạnh dạn đeo bám tôi. Tất nhiên tôi sẽ phân hoạch thời gian cho mỗi nhóm khác nhau. Để chúng ta có thể cũng vẫn có đủ thông tin để nói chuyện. Như vậy mạnh dạn dùng mic, dùng mic nói chuyện với tôi để hiểu cái câu chuyện của môn học này, chứ không phải sai đường đấy. Môn này đọc hỏi với giao tiếp cực kỳ chủ động luôn chứ không phải là thụ động. Các hồi tôi sẽ nói vào môn học đấy. Như vậy tiếp theo đấy là những cái điều về quy tắc chung của việc học môn này. Rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết của cái môn này, nó có những cái yếu tố gì và có những điều gì đặc biệt để các bạn chú ý. Có một quy ước trước khi đi vào trong cái nội dung thì như phong cách của mọi lần tôi giảng bài. Nếu trong quá trình tôi giảng các bạn có thắc mắc gì, ngắt ngang hỏi luôn. Không cần hỏi, thưa thầy em có một câu hỏi, rồi chờ tôi đồng ý bạn hỏi đi, không cần. Thưa thầy em có một câu hỏi đó là, nói luôn câu hỏi. Đây là quy ước tôi đã chưa cho trước các bạn rồi, cho nên mạnh dạn ngắt ngang tôi và tôi sẽ dừng lại, tôi trả lời cho bạn liền. Không cần phải lễ phép theo kiểu là chờ gì đó, tôi đã quy ước. Còn chờ tôi ngắt ngang cái bài giảng của tôi nói, là người nói nhiều lắm. Cho nên là nói liên tục cho nên các bạn không có cơ hội chen ngang vào đâu. Đấy, cho nên vẫn phong cách cũ của cái thời ngày xưa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Nhưng mà luôn luôn theo cách các tích cực nhất để giúp hỗ trợ cho các bạn. Vậy là đã xong cái phần màu đầu để có thể yên tâm. Anh em có thắc mắc có câu hỏi gì không trong cái phần tôi vừa chia sẻ trước khi tôi đi vào tiếp nội dung sau? Dạ, cảm ơn thầy. Riêng bản thân em thì em không có bất kỳ thắc mắc nào về các quy tắc mà thầy đã đặt ra. Mày nói giống như mày học thuộc bài, mày học môn khác của tao rồi hả? Dạ, chỉ là có dự tính thôi. Cảm ơn cô. Nhưng anh không muốn nói chuyện với một con vẹt nha. Hiểu không? Biết câu đó không? Không có ý nói đã đều chú. Hiểu câu anh vừa nói không? Dạ, hiểu. Phải biến tấu trong câu nói chuyện. Nếu bà biết cái gu của tôi như vậy, nhưng phải biến tấu trong cái câu giao tiếp một chú ý. Hiểu không? Tao nghe câu gì nó lạ hơn cái câu đó là câu của tao đấy. Hiểu chưa mày? Cảm ơn. Rồi, tốt. Bạn có thể tắt mic được rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu tôi sẽ đi vào giới thiệu môn. Nhớ mạnh dạn có những cái gì thắc mắc cứ hỏi. Và trong môn này thì đặc biệt là chúng ta làm việc nhóm ngay từ tuần đầu tiên. Tức là ngày hôm nay chúng ta phải bốc thăm nhóm rồi. Đó, đấy là cái điều mà lưu ý. Vậy còn bốc thăm nhóm để làm gì? Thì bây giờ tôi cứ sẽ đưa danh sách nhóm của lớp đưa danh sách của lớp mình lên trước để các bạn thảo luận với nhau. Thảo luận nhau ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ chia nhóm để làm việc. Và trong tuần đầu chúng ta phải, ngày hôm nay chúng ta đã phải làm việc nhóm luôn rồi. Nên môn này nó rát lắm, nó khác hoàn toàn các môn khác ở chỗ đó. Còn tôi sẽ giải thích cái khác của nó và cái nguyên nhân và nguyên lý của một số thứ từ từ tính. Vậy bây giờ tôi sẽ mở cái danh sách Excel của lớp mình lên để tôi cho các bạn nhìn tên, rồi nhìn những thành viên trong lớp để biết, rồi nhìn người quen, người lạ, rồi bắt đầu mình chọn nhóm. Tất nhiên chọn là tôi để các bạn đến giờ sau, slot sau tôi mới lấy danh sách nhóm để các bạn đủ thời gian chat chít với nhau và cân nhắc tới luôn. Nên gấp gáp thì cũng gấp, nhưng mà nói chung vẫn đủ thời gian để có thể thì mình làm những cái điều mình mong muốn. Rồi, giờ chờ xíu để tôi share cái file Excel lên. Xin hỏi cái này có phải đúng với lớp mình không ạ? Danh sách các bạn nhìn chưa? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, lớp mình hiện nay là có 32 sinh viên. Các bạn nhìn tên và số thứ tự các bạn nhé. Ví dụ cái số thứ tự của bạn Nguyễn Minh Quân là số 32 này. Nhìn cái số thứ ở dòng Excel thôi. Như bạn Phan Quốc Thái là số 29 này. Lát hồi nói chuyện với nhau về số cho nó dễ là lấy chia nhóm thôi. Chứ còn nhớ xong là quên, không cần phải nhớ nữa. Đó. Ví dụ Vũ Thị Ngọc Mai số của bạn là 33. Đấy. Vậy thì
tổng quát là danh sách sinh viên của lớp mình nhiêu đây. Các bạn có thể nhìn tên. Tôi phóng lớn tí xíu để tôi sẽ cuộn màn hình để các bạn nhìn kỹ. Tôi sẽ cuộn xuống sau. Đây, đây là đầu lớp. Tôi đã kiểm tra lâu lâu, tôi phải kiểm tra cái âm thanh. Rồi, tiếp theo xuống dưới đây là danh sách còn lại của lớp. Xin lỗi, lâu lâu ho. Bây giờ các bạn sẽ chat với nhau. Chat trong ngay cái màn hình mà Google Meet của tôi với các bạn. Để tôi tắt cái này đi. Đó, để cho cái lúc mà ghi cái video nó đầy đủ. Rồi, thì các bạn trong quá trình mà tôi đang giảng hay tôi đang chia sẻ thì các bạn cứ thoải mái chat với nhau để lập nhóm. Như vậy thì nhóm lớp mình là có 32 sinh viên. Như vậy thì là 7 nhóm. Mỗi nhóm 4 người. 4 người. 74 28, như vậy có sẽ có vài nhóm 5 người. Tại sao lại là con số này? Con số này nó dính dáng đến cái xin lỗi lâu lâu ho tí nha. Nó dính dáng đến cái cách mà làm đồ án tốt nghiệp ở trường mình. Tại hồi tôi sẽ nói về chuyện này. Là đồ án tốt nghiệp của trường mình là 4 người trên một nhóm. Con số này nó vừa đủ ổn, đủ đẹp. Hoặc là có cái biệt có những nhóm 5 người cho những trường hợp đề tài nó hơi to. Còn 4 người thì đủ sức nó gánh nhiều vai khác nhau trong một cái dự án thì anh em nương tựa nhau để mà ra trường. Thế thì các bạn ngồi chat với nhau đi, để những bạn nào quen với nhau thì là nhóm 4. Có thể những bạn nào lạ thì xin vào một nhóm 4 ngồi nói chuyện với nhau trong cái chat đi, rồi xin Zalo, Facebook để add với nhau vào thành group. Còn những bạn nào lạ quá của lớp với nhau thì mình sẽ gom thành một nhóm gộp chung thôi, chứ đâu có sao cả. Ai cũng phải có nhóm, không có khái niệm làm riêng nha. 7428 tức là nhóm như vậy là đông rồi đấy. Nhóm 4 người chứ còn 5 6 người thì không có ổn. Về mặt 7 nhóm thì chấm sẽ mệt, nhưng mà chia nhỏ vậy để quản lý các bạn cho nó dễ. Và đúng chuẩn. Ok. Rồi, như vậy là tôi lát hồi giờ ra chơi vào tôi sẽ lấy danh sách nhóm để các bạn cứ có đủ thời gian để thấm với nhau, để giao tiếp với nhau. Những anh em còn lại thì mạnh dạn nhá. Đừng chơi cái trò dạ thưa thầy em éo quen ai ở lớp này, mày bậc học đại học rồi, chứ không phải là con nít mà tao phải có kiếm bạn cho mày. Nên chat với nhau đi. Facebook, Zalo làm hết. À, đừng có lo những thằng nào lạ nó vào nhóm, cứ vào không sao cả. Và sau đó thì quá trình nếu mà nó hắn không hội nhập được, hắn không làm được việc nhóm, báo với tôi và tôi kích nó ra khỏi nhóm cho nó rớt môn luôn. Chuyện này ở đồ án tốt nghiệp y chang vậy, khóa luận tốt nghiệp ở kỳ 9 luôn luôn có điều đó. Các bạn sinh viên nào lười thì các bạn bị kích thật là cho rớt sớm luôn. Cho nên các bạn có quyền làm điều đó ở đây, cho nên không sợ phải nợ lần nhau, trừ khi mình đang nợ tiền và nợ tình nó thì mình mới nương nó thôi. Đấy là điều mà lưu ý cho các bạn. Chọn nhóm đi, ra chơi tính. Rồi, cảm ơn. Có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn ngắt ngang và hỏi trên mic. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi quay trở lại cái môn học này. Trước khi đi vào cái môn học này thì đây. Tôi muốn cho các bạn nhìn cái lộ trình mà con đường nghề nghiệp của các bạn, con đường học tập của các bạn ở Đại học FPT nó còn tồn tại đến đâu. Và thực ra cái này tôi sẽ chia sẻ rất kỹ ở bên môn Software Requirement. Vào ngày sáng mai tôi sẽ chia sẻ rất kỹ phần này. Mời các bạn vào đó nghe. Còn nếu không thì phải xem video sau vậy. Từ kỳ 1 đến kỳ 4, các bạn học những môn nền, những kiến thức nền của môn 4, kỳ 1 đến kỳ 4 ấy. Giờ bạn mới hiểu nó là nền đấy, nền tảng nhá. Rồi, có kiến thức nền rồi bắt đầu mình mới giống như làm cái móng, bắt đầu mình xây nhà. Thì kỳ 5 gọi là tạm đóng gói tất cả, tạm thôi. Đóng gói tất cả các kỹ năng đang có, kỹ năng gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Bởi vì kỳ 6 bạn sẽ bị đuổi ra khỏi trường một kỳ, người ta gọi là đi thực tập. Đi thực tập, thực ra nói chuyện đi thực tập nhưng thực ra là đi làm đấy. Nhưng nghiêm túc luôn đấy. Rồi tôi sẽ kể câu chuyện đi làm một cách chi tiết ở ngày mai. Như cái sáng này tôi đã kể một lớp rồi. Nhưng mà chiều ngày thứ 5 tôi sẽ kể cho một lớp nữa. Vì học 3 năm nó lệch nhau về ngày, một ngày 2, một ngày 1 thế mà. PR đấy nha, nhưng mà nó chuyện có chuyện để mới nghe thật đấy, đùa. Rồi, coi như xong. Thì đến kỳ 7 bạn về, kỳ 8 bạn về học ở trường. Nhưng mà tôi nhá hàng trước một câu để đây những thằng nào mà còn lười thì an tâm. Lười này mà an tâm. Nếu mày học kỳ 5 mà mày rớt nhiều môn quá và mày không được đi thực tập. Khi nào được thực tập, ít nhất là mày chỉ được nợ duy nhất một môn tại hết kỳ 5. Hết kỳ 5 chỉ được nợ duy nhất một môn thì mày mới được đi thực tập. Còn nợ nhiều môn thì kệ mẹ mày. Đó. Rồi, thì mày phải trả nợ cho hết. Thì đi thực tập là phải đủ số tín chỉ, theo tôi biết là 69, 70, 71, 72 gì đó không nhớ, tùy mỗi kỳ hỏi ra trường.
Tức là kể cả kỳ này luôn mà phải đậu hết đấy thì mày mới được đi thực tập, còn không nợ quá một một đó. Tất nhiên điều này phải hỏi chi tiết trường, đừng nói tao nói dối hay nói hù, chuyện thật đấy. Rồi bạn được đi thực tập xong thì bạn mới được học kỳ 7, kỳ 8, kỳ 9. Cho nên thằng nào không được đi thực tập thì không được học kỳ 7. Nhà trường không bố lý, chỉ bố trí lịch và bố trí môn. Cho nên người ta có một khái niệm ở FPT là mãi mãi kỳ 5. Có. À đâu, vụ này là mới biết hả thầy? Đó, mãi mãi kỳ 5. Đeo cho mày học tiếp kỳ sau. Bởi vì mày không đi thực tập tức là mày chưa hoàn thiện một cái lượng kiến thức nhất định. Sao mày học kỳ sau được? Kỳ sau là kỳ chuyên sâu. Đó. Đó cho nên là lưu ý, cho nên thằng nào nhây, thằng nào lơi, thằng nào cả lơ phất phơ, cứ ngồi rảnh đi khuyên đàn em run này nọ mày đéo, mình nhéo chịu run ra khỏi trường sớm ấy, là mày ăn đòn, mày cứ ngồi đây đi, không được học kỳ 7 đâu nhỉ. Tiền dư trong tài khoản của trường cứ để im đó, nhà trường trả thêm đủ. Trường nào mà xong kỳ 6 đi đã, xong thực tập xong, mày đó tao mới bố trí môn cho mày kỳ 7. Đó, để những đứa nào còn giờ còn lười giật mình mẹ một cái thì tao đi. Còn bạn nào tốt rồi thì cứ thế tốt tiếp chứ có gì đâu mà sợ. Thầy hù em sợ mẹ thì em biết rồi, đó. Rồi, vậy thì kỳ 9 là kỳ làm cái khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp là điều quan trọng. Mới đồ án tốt nghiệp sẽ báo cáo vào kỳ thứ 9. Cách đây đúng một tuần, không, cách đây đúng ngày hôm ngày mùng 4 và mùng 5, hôm nay là mùng 10. Như vậy cách đây đúng 5 ngày, 6 ngày. Các anh chị của ngành SE mới báo cáo xong đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp là một cái app hoàn chỉnh nha, một app phải hoàn chỉnh. Có thể gồm hai cái app luôn, app chạy trên mobile trên điện thoại di động cộng với cái app web, tức là hai app luôn, tùy từng đề tài. Trí tuệ nhân tạo từ lưa, thiết bị từ lưa luôn. Làm xong cái app đó cộng với cuốn document. Một cuốn document là cái cuốn mà chứa bên trong tất cả những tinh hoa về thiết kế, về requirement. Đó, các bạn phải nghe môn requirement và tôi đã chia sẻ hai cái đó trong hai cuốn đồ án tốt nghiệp ở trong cái môn requirement rồi. Nhớ hỏi những bạn bè đã học tôi để biết. Thì bạn phải làm một cuốn đồ án bên trong liệt kê tất tần tật các requirement, chứ tất cả em làm gì, rồi thiết kế database thế nào, thuật toán thế nào, ERD thế nào, class diagram thế nào, kiến trúc phần mềm như thế nào, rồi dùng các loại server ra sao, đùm đùm ghi hết vào trong đó, rồi nộp cái cuốn đó cộng với đồ án tốt nghiệp là cái app gọi là đồ án tốt nghiệp ấy, khóa luận tốt nghiệp, rồi báo cáo trước hội đồng năm thầy cô. Hôm bữa tao có mời chúng mày đi nghe đấy trên Face, tôi sẽ nói câu chuyện đi nghe sau này. Thì bạn báo cáo xong và các thầy cô nói xin chúc mừng bạn vượt, bạn pass. Lúc đó bạn được ra trường, cầm nón ra trường, mang bằng về cho mẹ. Đấy, cho nên nếu mà không học được kỳ hết qua kỳ 6 thì cũng éo bao giờ có bằng, thì đừng có đùa. Mà học đến 7, 8, 9 nhiều khi làm đồ án cũng rớt như thường giống như thi thì cũng éo có bằng luôn, chứ bình thường. Nhưng rõ ràng mình phải được đến được kỳ 9. Như vậy cái kỳ 9 này mình phải làm một cái app cộng với một cuốn document đầy đủ full không che. Rồi sau đó mình bị hội đồng đập và sống sót được, vậy nó gọi defense. Có nghĩa tiếng Việt dịch là bảo vệ đồ án mà. Cho nên giống như mình là chống đỡ trong cái thành và mình trụ vững được và tấn công thành, không phá được thành thì mình thành công, thắng lợi. Địch phải lui quân, y chang vậy. Các thầy cô là địch tấn công mà cuối cùng các thầy cô phải lui. Các em ngon, kiên cường quá, rồi ra trường như mày đó. Vậy thì đồ án tốt nghiệp đó, bây giờ cái môn học SWP này của chúng mình, nó là cái môn học đồ án tốt nghiệp này, nó đẩy xuống kỳ 5, nhưng gọi ở chế độ là mini capstone. Vậy thì mini này có nghĩa rằng là gì? Cách học của môn này là về mặt lý thuyết thầy cô không giảng gì cả, chúng mày làm đồ án thôi. Đó. Mày nghe không? Mà nghe có mùi bắt đầu thầy có vẻ sung sướng. Đúng rồi. Nghe vậy thì bạn thấy thầy có vẻ sung sướng rồi, ngồi nhìn chúng em thôi vậy, đúng không thầy? Đúng. Nhưng thầy Hoàng không phải là người ngồi không ưa ngồi không, nên ta sẽ vẽ những cái trò gì cho chúng mày. Không, chắc chắn là làm liên quan đến hỗ trợ chỗ bài làm, chứ không phải là ngồi không. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng không phải là ngồi không. Họ phải định hướng học trò chứ, phải sửa lỗi cho học trò và phải chỉnh sửa chứ không phải biết cốt. Em phải tư vấn các hướng đi chứ. Hướng đi là quan trọng mà cũng khó lắm chứ đâu có đùa. Đấy. Vậy thì môn này là chính là cái môn của kỳ 9 được ném xuống kỳ 5. Nén lại với mức quy mô nhỏ hơn, không làm khó các bạn. Nhỏ hơn các bạn làm trong vòng 10 tuần. Thì môn này làm trong vòng 14 tuần, 15 tuần lận. 4 người đều ăn rất to. Có thể có đến 2 thầy hướng dẫn luôn. Còn cái này thì chỉ một thầy là đủ. Còn cái này đến 2 thầy hướng dẫn. Hoặc có thể 3 người hướng dẫn luôn. Đó, nó kinh khủng như vậy, tức là quy mô nó to, vậy quy mô nó nhỏ thì cũng môn kỳ 5. Và bắt đầu cảm nhận được kỳ 5 quan trọng rồi, và môn này bắt đầu có một cái lạ rồi. Chờ tôi xíu. Rồi, vậy mục đích của môn học này là làm gì? Hệ thống hóa toàn bộ kỹ năng. Môn này đạp khi bạn đang làm nó, học nó, có nghĩa là bạn được hệ thống hóa toàn bộ kỹ năng của các môn vào trong một cái app. Nên hồi nãy bạn nói là chúng tôi giảng, chúng tôi không giảng. Các bạn có kỹ năng rồi. Mà có nhiều kỹ năng đang học, chứ còn nó thẳng câu là đang học song song. Chứ cũng không phải là có đủ hết đâu.
rõ ràng kỳ 5 này mới hoàn thiện hết. Thì có những môn học song song. Đó thì hệ thống hóa toàn bộ kỹ năng của các môn vào trong một cái app, mà mỗi nhóm phải hoàn thành cái app này vào cuối kỳ tuần 10. Cuối kỳ tuần 10 bạn phải hoàn thành cái app. Như vậy ngày hôm nay là bắt đầu chuẩn bị cho cái app luôn rồi, chứ không phải là học bất cứ cái lý thuyết nền tảng gì nữa. Và bạn học cái môn này, mục tiêu của nó là cảm nhận được hết quy trình làm phần mềm. Cái môn SWE 201 ấy, là bạn đã học rồi đấy. Cái môn mà liên quan đến Agile, rồi, Waterfall, tất cả những cái môn đó là bạn đã học rồi. Còn vấn đề nhờ bạn bè nó học hay dùm hay cái gì đó, hay dùng suộc chứ các thứ đó là chuyện của chúng mày. Ta nói thật sự ấy, mọi thứ nó đều có ý nghĩa nhá. Nên chúng mình lười bà, nhờ bà người ta không, cuối cùng mình chả có kiến thức để mình đi làm thật sự ngoài đời đâu. Cho nên bây giờ mình phải lấp dần cái hụt đó. Thôi ok, cứ qua được môn thì là coi như cái đỡ đi đã. Nhưng rõ ràng là mình phải lấp lại cái kiến thức mình đã hỏng trong quá trình mình học môn đó. Rồi, mình sẽ cảm nhận hết quy trình, tức là bắt đầu từ lúc phân tích requirement. Tôi hay nói vui cái câu là sóng bắt đầu từ gió, viết app bắt đầu từ requirement. Rồi, làm quen với Capstone Project. Đó là cái khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp. Và cái cuốn đồ án tốt nghiệp mẫu cũng để tham các bạn tham khảo, tôi đã đưa trong môn Software Requirements rồi. Hãy lấy làm tiếc khi không dự tính thầy Hoàng của đó. Rồi. Chuẩn bị đồ chơi, hành trang để đi khoe với nhà tuyển dụng. Mục tiêu của cái môn này là chuẩn bị đồ chơi, hành trang để khoe với nhà tuyển dụng ở kỳ 6. Kỳ 6 là kỳ OJT. OJT. Đây, đi thực tập. On the job training. Đó. Cái này tao đã kể chuyện rồi. Ngày mai tao bắt đầu kể cho các lớp ngày mai 2 thứ 6. Xin mời. Rồi, chuẩn bị đồ chơi, hành trang, đi khoe với nhà tuyển dụng ở kỳ 6, on the job training. Nên nhớ rằng đi thực tập, cấm tuyệt đối đứa mẹ nào nghĩ rằng thực tập là đi nghe người ta dạy mình, éo phải. Đi thực tập mà đi làm đấy. Đi thực tập mà đi làm đấy con ạ, à. Làm thật đấy. Viết code thật, làm app thật đấy, bán cho khách hàng thật luôn đấy. Tất nhiên người ta cho mình làm việc đơn giản hơn thôi. Nhưng không có người ta ngồi dạy mình đâu. Và người ta tặng cho mình tí tiền, không gọi là lương đấy nhá. Tôi gọi là lương còm, ít lắm. 3-4 triệu Việt Nam đồng tháng thôi. À, cảm ơn, xin lỗi. Thì cái đó người ta gọi là allowance, phụ cấp. Như vậy mục tiêu của môn học này nó nhắm đến nhiều yếu tố, và hy vọng các bạn đã cảm nhận được nó. Để môn học này học theo hình thức như thế nào? Môn học này là ngay từ ngày đầu chia nhóm. Và tối nãy tôi đã đưa cho danh sách, để lát hồi tôi lấy danh sách nhóm. Vậy làm việc theo nhóm từ tuần 1 luôn. Nên tôi có lẽ khỏi gần cuối giờ, mà đến lát hồi các bạn trả thảo luận với nhau, tôi lấy luôn danh sách nhóm cho rồi. Rồi, từ tuần thứ 1, nhớ mọi người chat với nhau đi để lấy danh sách nhóm. Hàng ngày nhóm gặp thầy cô trên lớp để bàn chuyện về cái dự án, về cái app mình sẽ làm. Nhóm chọn hay là sẽ làm app đâu, chúng tôi sẽ đưa danh sách sẵn, các bạn chọn trong danh sách đó thôi, không để các bạn tự đề xuất. Để đảm bảo cái scope, tức là cái vấn đề độ to của cái app nó vừa đủ cho các bạn trong một cái sức làm trong việc 10 tuần. Và kỳ này các bạn có môn C# cũng phải có cái đồ án cũng nặng. Nếu có khả năng, tôi không biết, tùy thầy cô, nhưng mà có khả năng chúng các bạn sẽ dùng luôn cái đề án này cho môn kia được hay không thì hỏi thêm thầy cô. Đấy, để nó đỡ phá sức. Đó. Thì các bạn phải hỏi nhá. Chứ còn mỗi thầy cô người ta có một cái câu chuyện quy ước riêng của thầy cô. Như vậy thì chúng tôi sẽ đưa danh sách đề tài, một cái app, ví dụ app quản lý bán hàng, app quản lý sự kiện, app quản lý gì đó thôi. Rồi việc của bạn phải tìm ra được chi tiết của những màn hình, những xử lý, rồi sau đó bạn code và bạn demo. Đấy, vậy hàng ngày nhóm sẽ chia nhau ra mà code. Và vẫn gặp nhau tôi trên lớp để tôi theo dõi. Tuần thứ 10 hoặc tuần thứ 11 sẽ chấm project. Chấm y chang phong cách chấm của đồ án tốt nghiệp. Đó, tức là một nhóm báo cáo, có slide báo cáo và chấm chéo. Cái này đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp cũng vậy. Tôi không chấm học trò của tôi, mà tôi chấm học trò của thầy cô khác, và thầy cô khác thì ngược lại chấm tôi. Đấy là đồ án tốt nghiệp chuẩn đấy, hiện nay trường đang làm như thế. Thì ở đây chúng tôi cũng chấm chéo. Tôi đi chấm lớp khác chấm tôi. Đó, tức là thầy cô á chấm các bạn, chấm bằng cách vấn đáp, các bạn trình bày cái app của các bạn, trình bày app và vấn đáp. Thế thôi. Đáp là hỏi trực tiếp, vậy y chang như khái niệm của đồ án tốt nghiệp, nên chúng tôi mới gọi nó là mini capstone project. Mini capstone có nghĩa là tập làm quen với cái tiến trình làm cái app. Một cái điểm tiến trình này ngoài đời cũng phải kiểu làm gì cũng phải làm một cái app để bán cho khách hàng, đưa khách hàng dùng. Chứ cái điều là dự án to thì cần nhiều lập trình viên và nhiều thời gian thôi, nhỏ thì làm nhanh thì cần một người chơi lẻ solo cũng được. Đấy. Nhưng nói chung cũng lại là bao nhiêu kỹ năng học lập trình bây giờ phải gom lại hội tụ lại hết. Rồi, như vậy thì môn này hoàn toàn không có thi PE, FE, không thi final, không thi practical exam. À đồ án tốt nghiệp cũng vậy à, đâu có thi đâu.
Rồi, không có bài quy luôn. Bên kia cũng vậy, không có bài quy luôn. Chỉ có làm rồi, chấm điểm thôi mà. Như vậy, chúng tôi chấm cái gì? Chúng tôi chấm bài thuyết trình. Chúng tôi chấm cái app. Nó có một số phần trăm nha. Chấm cái phần thuyết trình, chấm phần hỏi đáp, chấm demo cái app. Rồi sau đó là chấm cái tiến độ giao tiếp hàng ngày với chúng tôi, báo cáo cho ngày với tôi. Ví dụ bạn báo cáo hàng ngày bạn làm được việc gì, tôi giao bạn việc gì. Đó, và tôi nhìn cái tiến độ của bạn làm, lười gì đó, tôi sẽ cho điểm phần trăm. Đấy, như vậy, không có thi final. Tức là về lý thuyết, cái việc mà bạn đậu cái môn này nó cũng không có đến mức độ khó khăn, vì hoàn toàn vẫn là thi cử không có. Chỉ có điều bạn dành toàn lực để làm một cái app cho nó thật sự tốt. Thì đấy cũng là một cái thách thức mà bạn cần phải chú ý. Vậy thì tiến trình vận hành của nó là một nhóm 4 người. Và cái nhóm 4 người này thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên cho trong tuần là chúng ta vận dụng cái toàn bộ kỹ thuật cốt các thứ của cái môn này đã học để chúng ta bắt đầu làm app. Vậy thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ bộ trước cái app để các bạn nghe. Để đợt hồi các bạn cũng quay trở lại chọn nhóm rồi các bạn chọn app sau. Và chúng ta sẽ đào sâu vào cái app một chút sau. Đây, bây giờ tôi sẽ nói về giới thiệu một số loạt các app mà chúng tôi đề xuất cho các bạn. Các bạn có thể lựa chọn. Cái file này thì dĩ nhiên sau này thì gửi các bạn sau. Nhưng mà các bạn cứ cảm nhận một chút xíu, hoang mang chút xíu, mơ hồ chút xíu đi, sợ sệt chút xíu đi thì nó tốt. Nào, đầu tiên có rất nhiều app mà chúng tôi không cần yêu cầu làm app to nhá. Cái app này có sẵn. Cái app mà liên quan đến Lost and Found dễ. Tức là bạn đôi khi bạn bánh rơi một cái trái tim ở trên cái lối đi ở ngay xa hành lang và không biết có ai lượm được hay không. Đó, Lost and Found. Sinh viên chúng ai mình hay ngồi mà đưa những thông tin về rơi quên đồ đạc ở trên confession chẳng hạn thì thôi, những confession sẽ bị trôi với những cái bài trauma khác chẳng hạn. Cho nên mình sẽ làm một cái app để có ai nhặt được đồ, ai để quên đồ cứ đưa lên và sẽ có chỗ để giữ đồ. Nhìn cái này nếu mà tốt thì mình sẽ đưa cho phòng công tác sinh viên và có một cái chỗ quầy nhỏ thôi, và đến đó thì kiểm tra có đúng chính chủ của đồ đó không rồi thì trả thôi, chứ có làm gì đâu, khó nhau đâu, trong khuôn viên trường thôi. Mình chỉ làm trong trường để đủ nhỏ. Chứ còn mình dán cái tờ rơi ở trên tôi có mất giấy tờ ngã tư thứ này nọ, cái chuyện nó to quá mình không kiểm soát được cái bài nhá. Rồi thứ hai là bus map, hoặc là nếu không thì là đi xe chung đó. Tức là bạn từ trong Sài Gòn mà lại ra trường mình học offline, mình xe chạy một mình, chạy xăng, phí xăng, xe ô tô hay xe máy cũng được. Phía sau lưng mình trống trải quá, cho nên là có ai, trai hay gái, sẵn sàng đi chung hay không. Trong trường thôi nhá, để mình đảm bảo cái tính tin cậy về cái email của trường, là sinh viên trường, chứ để rộng cho bên ngoài dễ gặp biến thái lắm thì nó cũng khổ. Cho nên là mình sẽ làm trong trường, đi xe chung. Lộ trình của tớ hàng ngày như thế này, ai book tớ đi cùng, chia sẻ tiền xăng thôi, chỉ tiền xăng thôi là đủ rồi. Và vẫn an toàn. Mà vẫn có được bạn đồng hành nói chuyện, người thân quen. Chứ còn trên xe bus thì nhiều khi cũng đâu có quen hết nhau. Rồi chờ trễ chuyến trễ giờ, gần đây mình mà xe máy nó có những cái cơ động hay xe ô tô tùy bạn. Rồi, đấy là một cái app. Tiếp theo là event schedule. Trường mình thì có rất nhiều sự kiện diễn ra. Sự kiện nó diễn ra, nó giữa kiện trong cái không gian, trong cái thời gian, trong cái địa điểm. Như vậy thì nhiều sự kiện diễn ra. Vậy chúng ta sẽ quản lý các sự kiện này như thế nào? Cái này là đầu mối là phòng công tác sinh viên. Vậy có cách nào để manage tất cả sự kiện, ví dụ mời khách, mời diễn giả, đề xuất sự kiện này nên được diễn ra hay không, nhà trường có tài trợ dự án bao nhiêu không, rồi cho mượn phòng ốc, trang thiết bị thế nào, đại loại vậy. Người ta gọi là quản lý về trang thiết bị. À, còn quản lý về sự kiện. Còn một cái app khác là app liên quan đến freelance, tức là liên quan đến cái việc là bạn có những cái job, bạn là người làm ăn trong giới giang hồ, bạn có những cái job mà bạn muốn cần thêm những người, tuyển thêm cái teammate. Ví dụ có những cái sự kiện thi cần tuyển thêm teammate, rồi có những cái job mà của người quen, người khác nhờ giới thiệu, thì em có biết không, để vào làm freelance thôi, hay kể cả không phải freelance, việc làm được của người quen thân, thì bạn post vào đây. Mình không có ý định thay một cái sàn việc làm như Việt Nam Work hay là Topdev chẳng hạn, nó quá lớn. Mình chỉ làm dành cho khuôn viên, cho sinh viên FU nhà mình thôi. Nhiều bạn cũng có khó khăn, cũng có nhu cầu là muốn tìm thêm tiền trang trải thì lên đây, và chúng mình có thể có cùng người nhà FU với nhau giới thiệu thì nó vẫn có cái niềm tin và tin cậy tốt hơn. Đấy. Rồi, liên quan đến cái SE. Khi bạn thấy, khi tôi chia sẻ cái slide đây thì bạn thấy trường mình nó có rất nhiều bộ môn. Bộ môn bạn cứ tưởng tượng giống như cái khoa đi, cứ tạm hiểu như vậy đi. Ở các trường đại học khác ấy, khoa tức là chịu trách nhiệm chuyên một cái mảng nào đó. Thì nó có cái phần kỳ 1 đến kỳ 4 ấy, gọi là cái bộ môn cơ bản. Còn từ kỳ 5 cho đến kỳ 9, đó là câu chuyện các môn của hai bộ môn là
SE và ITS. Chữ SE là dùng chung cho ngành kỹ thuật phần mềm, nhưng ngoài ra nó còn chia cho ngành kỹ thuật phần mềm thì có rất nhiều lộ trình đào tạo khác nhau. Thì trong đó có cái lộ trình đào tạo riêng chuyên sâu thì là gọi là SE luôn. Cái chữ SE dùng theo hai nghĩa, Software Engineering ấy, và ITS. Đó. Bạn không quan tâm sâu chi tiết này, tổ chức, thì thầy Hoàng của chúng mày đang ngồi đây là người mà nằm trong bộ môn SE để đảm bảo nhận từ được kỳ này đến cái này. Và một số thầy cô khác ở đây, một số thầy cô khác thì thuộc bộ môn này. Nói gọi thuộc bộ môn vậy để về mặt quản lý thôi, chứ thực ra là dạy đá lộn sân với nhau hết. Chúng tôi đá lộn sân hết. Bình thường ở ngoài đời bạn vậy, bạn biết back end nhưng bạn vẫn ngứa tay, bạn làm tí front end chết ai đâu, nhảy xuống cái database. Cho nên cái về mặt tổ chức và quản lý là cái chuyện chính của mình làm cái gì thôi. Còn sau đó là mình có khả năng, mình cũng muốn là lấn sân thì mình đâu ai cấm. Ở ngoài đời các công ty cũng vậy thôi. Rõ ràng một đầu quân một chỗ xíu này nhưng có thể đánh thuê ở chỗ khác, chứ bình thường. Miễn là mình có năng lực và mình làm được việc. Đấy, thì để bạn hiểu cái cơ chế. Như vậy thì cái bộ môn này bắt đầu từ kỳ 5 cho đến kỳ 9, tức là bạn biết là cái môn của nó nặng theo kiểu là hoàn thiện quy trình công nghệ. Còn cái này trang bị kiến thức này, mỗi cái nó đóng một vai trò riêng nha, cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng cái này nó hoàn thiện. Như vậy kiến thức của nó liên quan đến giới công nghiệp nhiều, liên quan đến câu hỏi phê buộc thư viện, liên quan đến việc làm nhiều. Hơn là bên này vì các bạn mới đang chuẩn bị trưởng thành, ở chỗ này trưởng thành. Như vậy thì câu hỏi nhiều, tư vấn về hướng đi, công cụ, công nghệ, framework, những vấn đề khó khăn trong tâm lý, thứ này nọ. Như vậy chúng ta sẽ làm một cái app là chia sẻ các câu hỏi đó. Tức là app về hỏi đáp về ngành SE và ITS. Cái này nó giống như cái app Quora. Bạn biết là trên mạng nó có cái Quora là một cái website mà liên quan đến theo kiểu question and answer website đó. Đó, tức là trong đây có nhiều câu hỏi là hay lắm nhá, hỏi hay. Medium là nơi chia sẻ thôi, không, còn đây là Q&A cơ. Đó, có ai hỏi và có ai trả lời. Nhưng nó không hẳn là cái mạng xã hội theo kiểu forum đâu. Forum là post các thứ này, ở đây là hỏi và đáp cơ. Chứ còn forum là nhiều khi là post, nhiều trò chia sẻ khác nhau. Đấy thì đây là cái website liên quan đến câu hỏi của ngành SE. Rồi OJT Management là quản lý cái việc đi thực tập. Cái câu chuyện đi thực tập là các bạn phải nghe tôi kể ở bên cái môn SWO. Nhưng tôi có thể nói nhanh như sau là thực tập nhà trường sẽ có danh sách rất nhiều công ty để bạn lựa chọn. Trong đó có khuyến khích các bạn vào chọn FSOP để thực tập cho nó gần nhà và cùng người nhà với nhau. Và FSOP cũng thiếu người liên tục. Công ty nào cũng thiếu nhưng FSOP thiếu nhiều lắm. Vì công ty lớn mà càng lớn thì càng có nhiều hợp đồng. Đó. Người ta có niềm tin. Mà có nhiều hợp đồng thì lại cần nhiều người. Đó, lại loại vậy nó thành cái con gà và quả trứng. Nó quan trọng nhất đầu phải lớn cả. Đó thì quản lý thực tập sẽ bao gồm cái việc là quản lý các cái công ty mà có kết hợp với nhà trường mình để về hỗ trợ thực tập, rồi sau đó quản lý CV, rồi quản lý giới thiệu việc làm cho các CV đó cho các sinh viên, cho các công ty, sau đó phỏng vấn xong thì bắt đầu là họ nhận sinh viên của trường mình vào làm việc, và sau đó phải có những report báo cáo để biết rằng là sinh viên này có làm việc có hiệu quả hay không, đánh giá performance, rồi cuối cùng cấp chứng nhận hoàn tất, để coi sau khi bạn hoàn tất xong cái OJT thì lúc đó bạn mới được chuyển đi vào trong kỳ 7, kỳ 8, kỳ 9. Như vậy quản lý toàn bộ cái tiến trình vận hành của cái quá trình thực tập này. Thì đấy người ta gọi là, chứ không quản lý cái công ty mà chỉ còn quản lý cái đầu ra thôi. Ví dụ mày đi thực tập thì mỗi tháng phải có một report báo cáo chẳng hạn. Trong report đó có ghi chú những cái điều gì cần phải nộp cho nhà trường. Đó, thế là xong. Thì đấy người ta gọi là quản lý OJT. Rồi, quản lý cái việc các buổi orientation, các buổi định hướng, các buổi seminar của chuyên FPT. Nói chung, ví dụ như bạn biết là ngay học kỳ 1 mới vào hay quân sự về gì đó thì bạn có gọi là cái buổi định hướng. Hoặc định hướng chuyên ngành, họp chuyên ngành được. Đấy là buổi định hướng đầu tiên là bắt đầu vào chuyên ngành học, vào trường. Nhưng mà sau đó đến ngày kỳ 5 ấy, kỳ 5 các bạn có một buổi định hướng nữa. Là buổi định hướng về chuyên ngành hẹp bạn sẽ theo. Và định hướng về đi thực tập. Người ta gọi là định hướng, tức là chỉ cho hướng đi. Thì gọi là specialized orientation. Đó, thì đấy là một cái hoạt động mà của trường mình sẽ có. Thì bạn có thể mỗi cái này là một cái app. Tất nhiên mới nói cái tên thôi, còn cụ thể chi tiết thế nào từ từ mình tìm. Rồi ví dụ Enterprise Visiting. Đây là cái app liên quan đến cái việc là bạn có trường mình cái đạo trước khi mà chưa có dịch ấy, đại dịch ấy, thì vẫn lâu lâu có cái định kỳ là mời những sinh viên của kỳ nào cũng được, hoặc là có đợt thì chỉ mời của kỳ cuối, hoặc có đợt chỉ mời của kỳ năm, là có những chuyến tham quan các công ty phần mềm khác nhau, FSOP và các công ty khác. Cái đấy người ta giống như kiểu đi field trip, tức là đi đến một cái lĩnh vực mà cái công ty nào đó xem, và công ty sẽ có trách nhiệm người ta giới thiệu cho các bạn nghe về môi trường làm việc hấp dẫn được như thế nào, thế này nọ, công nghệ đang có và những sự hay ho của các loại app họ đang làm. Đấy cũng là một cách để quảng cáo cho công ty, nhưng cũng đó là cách đồng thời cho sinh viên trường có cái phấn khích để học hành tiếp. Hai bên cùng có lợi. Thì cái này người ta gọi là quản lý các việc đi
thăm thú quan sát, đi diện kiến cái các công ty phần mềm. Đó, mình chỉ làm tập trung cho bên ngành SE thôi, chứ ngành khác thì nó lớn quá mình không kham được, cái bài toán nó to hơn đấy. Cho nên tại sao gọi là mini, tức là mình sẽ thu hẹp lại cái bài toán chỉ cho một cái phân khúc nhỏ thôi, chứ còn làm cho toàn trường thì dĩ nhiên các ngành khác nhau, có các hình thức công ty khác nhau. Đó, còn đây là mình chỉ dành cho ngành SE thôi. Rồi, tiếp theo nữa, một cái app liên quan đến việc cái, mỗi cái này là một cái app Project Based Learning Management System. Trong quá trình giảng bài thì nó có rất nhiều hình thức giảng khác nhau, môn học á. Có những môn là bạn phải giảng lý thuyết lồng thực hành, đó là một cách. Có những môn thì không có giảng lý thuyết nhiều gì cả, thôi vào làm luôn. Hướng dẫn code chúng mày trong quá trình đó thì giải thích, ví dụ code lớn có cái thứ này, là một số website đó, người ta cho cái bài tập. Nhìn bài tập người ta có giải thích từng phần, lý thuyết nói rất ngắn rồi sau đó làm bài tập rồi người ta giải thích thêm là lý thuyết. Rồi sau đó là hoàn thiện cái module đó, sau đó ráp các module theo tiến trình thì cuối cùng thành một cái app. Thì cái đó một sản phẩm thì người ta gọi là học theo kiểu project based, tức là mỗi kiến thức học, mỗi đơn vị kiến thức sẽ được nén nó thành một cái project, một dự án hay một module hay một thành phần của dự án. Rồi sau đó chúng ta ở bài cuối cùng là một cái bài tập lớn gom hết cả đám này với các kỹ năng được huấn luyện trên từng chặng. Cái kỹ thuật này người ta gọi là học project based learning. Thì bạn sẽ làm một cái app mà này hỗ trợ cái điều này, hỗ trợ cái việc học này. Coursera không phải, Coursera là học theo kiểu video, truyền thụ kiểu đó. Có những website mà đặc biệt trưng là nó cho bài tập rồi mình làm rồi sau đó tổng kết, thì kiểu đó gọi là project based. Vậy thì bài toán này nếu áp dụng cho toàn bộ ngành SE của mình thì khá to, có khi bạn chỉ cần chọn cho môn C và OOP chẳng hạn, hay bạn chọn môn database hay chọn môn Java web chẳng hạn, làm từ login, làm từ phân quyền, làm gì đó, bắt đầu lắp thành một cái app thật sự và cho một app tương tự ra, thì cái đấy người ta gọi là project based. Như vậy thì tùy bạn chọn to chọn nhỏ, bạn có quyền chọn phóng lớn cho tất cả các loại, cho các loại môn học khác nhau. Rồi, app liên quan đến quản lý đồ án tốt nghiệp. Chữ này quản lý đồ án tốt nghiệp là chữ to. Trong đó đồ án tốt nghiệp có rất nhiều việc. Tôi kể cho bạn nghe để bạn biết chuẩn bị tinh thần. Bởi vì thực ra bạn chạm với đồ án tốt nghiệp còn không xa nữa đâu. Sau khi thực tập thì coi như bạn chỉ còn có 3 kỳ ở đại trường. Đó, cho nên bạn ngồi ngoảnh lại là 4 kỳ đã đi qua. Vậy thì gần như mình đi hơn một nửa chặng đường rồi, chứ không phải đùa đâu. Cái này thực tập thì mình không có học ở trường mà mình lên trận công ty mình ngồi. Thế thì liên quan đến cái app này, quản lý đồ án tốt nghiệp thì nó có rất nhiều module, module registration. Thế thì cái này nó sẽ có hai cái mảng registration, hai khái niệm khác nhau. Thứ nhất là đăng ký post cái đề tài là cái topic giống như thế này. Và thứ hai nữa là sinh viên, nhóm sinh viên sẽ chọn đề tài. Đấy, thì đấy người ta gọi là cái quản lý việc đăng ký. Thì tôi muốn nói về việc đăng ký đề tài đồ án khóa đội tốt nghiệp để tôi kể các bạn nghe cho các bạn hình dung trước. Đến kỳ 9 hoặc kỳ 8 thôi, chỉ cần kỳ 8 thôi các bạn sinh viên đã bắt đầu lo lắng làm đồ án tốt nghiệp rồi. Làm từ kỳ 8 rồi, đồ án tốt nghiệp làm mệt lắm. Nha, tôi nói thật sự mệt cực kỳ. Nếu bạn đi báo cáo ở hội đồng mà sẽ thấy, nghe báo cáo hội đồng mà sẽ thấy cực kỳ mệt. Thì cái câu chuyện có bắt đầu như sau. Là có những nhóm sinh viên trong quá trình học chơi với nhau 4 người thôi, chỉ chơi 4 thôi. Giờ chúng mày chơi 5, 6 thì chúng mày phải tất nhận phải tách ra thành chơi 4 thôi. Để sau này làm đồ án tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp chỉ có 4 người thôi hoặc 5, tối đa là 5, chứ không có khái niệm ít hơn và nhiều hơn. Nhóm đông là tốt nhưng phải tách thành 2 nhóm cho nên sau này làm đồ án. Nên phải chơi từ bây giờ để mai mốt mà đến làm đồ án, mà còn có nhóm mà bệnh bạn hiểu hảo với nhau thì còn chơi được với nhau thì mới làm đồ án được, nếu không thì mệt lắm. Thì cái việc mà có nhóm sinh viên chơi với nhau và quyết định là thôi mình thấy được ý tưởng này hay và quyết định thôi làm, quyết định làm đề tài và đi ướm hỏi xem thầy cô nào giới thiệu đề tài này với các thầy cô, nhờ thầy cô chấp nhận nhóm và chấp nhận đề tài này để hướng dẫn. Thì đây là một cách, tức là gọi là sinh viên có nhóm, sinh viên có đề tài và đề tài là không có trùng lắp lại với đề tài trong cái kho. Tất nhiên giảng viên sẽ ngồi là người nói câu đó cho các bạn có trùng hay không hoặc điều chỉnh, rồi các bạn đi tìm giảng viên nào đó đồng ý hướng dẫn cho các bạn. Thì đây là một option. Tình huống thứ hai là nhóm sinh viên có đề tài cũng lạ cũng hay, gửi cho nhà trường và chưa biết ai sẽ phù hợp cho cái việc này, thì nhà trường sẽ tìm cách gán cho một giảng viên phù hợp cho các bạn. Đấy là một tình huống. Tình huống thứ ba là nhóm có nhóm rồi nhưng mà cũng chả quen thân đề tài thầy cô nào, cũng chả biết có dám, cũng ngại, không có xin đề tài thầy cô. Như vậy thì cần, thì chưa có đề tài trước, vậy thì phải chờ để sẽ có được, nhà trường sẽ đưa đề tài và mình sẽ chọn. Nó giống như hiện nay tôi đưa đề tài và các bạn chọn ấy. Đấy là một tình huống. Tình huống tiếp theo, chả có nhóm,
chưa có nhóm gì cả, được làm đề đến kỳ 8, kỳ 9 là số môn đủ để làm đề tài rồi, mà nếu có nhóm, chả quen ai, học trễ kỳ, chậm kỳ chẳng hạn. Thế là bắt đầu là lạc nhau liền. Thì lúc này nhà trường sẽ ghép nhóm cho bạn. Nhà trường sẽ ghép nhóm cho bạn, tức là kiếm nhóm cho bạn bằng cách những bạn khác sẽ có những bạn kiểu như thế. Có những người lạ không chơi được với nhau hay là không có thời gian chơi nhau do bận đi làm, thì lúc đó bắt đầu là nhà trường sẽ ghép một cái nhóm gọi là random. Random bằng cách là ghép nhóm đại và cái thôi. Vì thực ra các bạn không có ai thì chọn thằng nào chỉ được. Chứ còn bây giờ đã biết rồi thì chọn nó thì có nói làm gì. Như vậy thì không có nhóm thì ông nghĩa chưa có đề tài, nhà trường sẽ tạo nhóm cho bạn. Tôi quay trở lại phía đề tài. Thì đề tài ông thầy có trách nhiệm hướng dẫn đề tài sinh viên, đây là bắt buộc. Như vậy ông thầy sẽ đưa ra một đống đề tài. Có những đề tài là sinh viên đã xin trước mẹ rồi. À, vậy quay trở lại câu chuyện còn một nhóm nữa. Có nhóm sinh viên, có nhóm nhưng lại chưa có đề tài. Thì lúc đó đi gặp thầy và xin. Và ông thầy ông nói là tao có ý này, chúng mày có nhắm làm được không? Thích không? Thì thôi tao đăng ký cho chúng mày luôn. À, thì nhóm gật đầu. Nếu không lắc thì đi tìm nhóm thầy khác và nhóm khác. À, kiếm đề tài khác. Như vậy thì cái tình huống là lúc này là nhóm ông thầy có một đống danh sách đề tài và có những sinh viên đã xí trước rồi, xí từ trước một kỳ luôn ấy. Nha, chứ không đùa đâu. Trẻ đầu kỳ xí là không có được đâu, có nhiều bạn là bạn xí trước mẻ rồi. Như vậy, xí trước cái đề tài đó. Và ông thầy ông sẽ đưa danh nhà trường rằng tôi có nhóm và nhóm này đã có đề tài và nhóm này đã nhận cái đề tài này xong. Còn tôi còn 4 đề tài nữa đang ế. Ế tức là mới có đề tài nhưng chưa có nhóm nào xin. Nhưng có nhiều nhóm không biết điều cơ chế này hay ngại hay lười. Đó, thì tôi có 4 đề tài, vậy thì đưa 4 đề tài đó chưa có nhóm. Như vậy những sinh viên còn lại, những cái sinh viên mà nhóm ghép hay những sinh viên có nhóm nhưng mà chưa có đề tài hay cũng ngại không biết xin ai, chờ may rủi chẳng hạn, thì lúc đó ông thầy bà cô sẽ post lên và các bạn sẽ chọn, sẽ chọn cái đề tài. Và có tình huống là 2-3 nhóm cùng chọn đề tài, đúng không? Thầy sẽ phải phỏng vấn để thầy quyết định nhóm nào đấy. Như vậy trong mọi tình huống thì bạn đều có đề tài. Quá trình này người ta gọi là quá trình đăng ký đề tài. Có vẻ cũng thú vị. Rồi sau đó nếu sinh viên đăng ký đề tài xong thì bắt đầu bấm nút action có thôi, giống như bắt đầu như môn này. Bạn nói hôm nay bạn chọn đề tài lắm rồi, bạn nhìn cái đề tài tôi gửi giải thích bạn chọn. Và bắt đầu sau khi chọn xong là action luôn. Như vậy action bao gồm hàng công việc là hàng ngày gặp giảng viên hướng dẫn, gặp ông thầy, rồi ông thầy đưa ra ý tưởng, bắt chúng, hoặc là ông thầy trả cái đứa ý tưởng, gợi ý vài điều rồi bắt chúng mày lên mạng tìm hiểu, rồi tự tưởng tượng cái thứ này, đi khảo sát thị trường, nó xem tương quan thế nào rồi bắt đầu đề xuất ra. Rồi tao ngồi tao can thiệp được hay không, gật hay lắc. Rồi sau đó chúng mày cứ gặp tao và tao cho điểm hàng ngày, ví dụ điểm này thằng này tốt, cái phần mà viết requirement tốt, thằng này design database tốt, thứ này nọ cho điểm, đó là những cột điểm thành phần. Đó, rồi thì cái đấy tôi gọi là, rồi sinh viên cũng phải có những cái bằng chứng nộp đối với nhà trường về việc ông thầy cũng cần cái bằng chứng, mày làm thế nào sẽ em làm tốt tốt lắm thì sếp, tao muốn xem bằng chứng. Và thế là đưa cái GitHub ra, đưa cái document ra, đưa mấy cái file báo cáo nộp ra, cái report tóm tắt bằng cái file Word đưa ra đấy. Thì cái này tôi gọi là quản lý cái tiến trình làm việc của sinh viên, đây là quản lý cái report, quản lý cái tiến trình nộp bài, giống như là bài quy, bài assignment gì đó. Rồi tiếp theo liên quan đến việc đánh giá evaluation là một tiến trình khác, tức là sinh viên ra hội đồng. Hội đồng có 5 người, nhà trường sẽ chọn dựa trên cơ sở là giảng viên không được chấm nhóm của mình, chỉ được chấm nhóm khác, và ngược lại người ta gọi chấm chéo, giống như hồi nãy tôi nói trong cái môn đầu giờ. Thế thì chấm thì có cái thang điểm, có thang điểm theo từng thành phần, có bọn hắn design database có tốt không, bạn chọn công nghệ có tốt không, requirement có tốt không, làm kịch bản test kiểm thử phần mềm có ổn không, rồi cái phần thuật toán giải thích có dễ hiểu không, rồi giao diện có nhìn có đẹp hay không, tự lưu các tiêu chí chấm, rồi cuối cùng ra điểm trung bình, điểm gom nhóm, điểm à, điểm gom cho từng thành viên. Toàn bộ cái câu ba câu chuyện này nó có thể rời rạc nhau theo từng miếng, nhưng nó bản chất của nó chính là câu chuyện là từng module của một bài bức tranh tổng thể là quản lý quá trình làm đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Anh em có theo kịp cho đến thời điểm này tất cả điều tao nói không? Trả lời. Dạ kịp ạ. Nhiều kiến thức quá ha. Tiếp theo ở dưới là quản lý căn hộ, quản lý khu chung cư. Những cái chung cư mới là bạn biết là những chung cư bạn đang ở bên Vin biết các thứ này, bạn có cái ban quản lý chung cư, trong đó cái tiền điện tiền nước của chủ nhà lo rồi, nhưng chắc chắn mình phải trả cho chủ nhà. Chủ nhà hay gửi bill trực tiếp cho mình, giờ chủ nhà thanh toán, rồi sau đó mai một mình thanh toán tiền nhà cho chủ nhà, lại lại vậy, bao gồm cả điện nước bên trong hay là không có. Nói chung tóm lại là quản lý tòa nhà nó gồm rất nhiều việc, quản lý cái hợp đồng mua bán cho thuê nhà này, có những căn nhà bán đứt rồi thì lúc đó chỉ còn một vấn đề liên quan đến thu chi của các vấn đề quản lý thôi. Rồi thêm qua nhà đang cho thuê, chung cư không bán được và cho thuê, có những căn hộ xây để cho thuê, chủ đầu tư là người bỏ tiền ra xây á, người ta sở hữu thì người ta sẽ cho thuê. Rồi
Tiếp theo, quản lý về liên quan đến các cư dân trong nhà. Ví dụ trang thiết bị báo cháy, chữa cháy, đại loại, rồi thuê internet đường truyền, rồi nói chung là cái đám ở dưới này rất nhiều thứ. Quản lý luôn cả cái việc đậu xe, xe tháng, xe tuần, xe ngày, rồi khách vãng lai, ghé thăm, xe ô tô hay là xe máy. Xe máy thì như xe tay ga hay là xe côn tay của đàn ông con trai, xe mô tô nó chiếm chỗ nhiều hơn thì nó phải mắc tiền hơn tí xíu. Đấy. Rồi mình khách mình ghé thì tiền thu làm sao. Có thể mình sẽ còn quan tâm đến quản lý của những người dân ở đó thôi. Rồi quản lý về các trang thiết bị. Quản lý các trang thiết bị, ví dụ như là các đồ đạc thiết bị bên trong nó đây này, ví dụ như là ga, nước, điện, rồi bảo phí bảo trì thang máy, rồi dọn dẹp vệ sinh bên ngoài của cái căn phòng, chứ còn trong phòng là nhà mình phải lo rồi, dọn hành lang, đổ rác, đấy, đại loại vậy. Thì những cái trò này là quản lý của cái chung cư, nó nhiều trò lắm á. Rồi để quản lý cái nhân viên của cái hệ thống quản lý này đó thì có n thứ việc. Thì bây giờ bạn tưởng tượng một điều là những cái app này nó không có khó hiểu, nó có đầy trên mạng ấy. Các bạn vào Google và search app quản lý chung cư một cái là ra hết cả các tính năng. Đấy. Vấn đề mình có nhắm mình làm nổi hết hay không thôi. Thì trong đây có cái module là quản lý về tin tức để mình thông báo, ví dụ như cái em thấy là cái đèn hành lang, đèn chữa cháy, đèn kia nó không có sáng khi cúp điện. Đó, cái đèn dẫn lối đi trong khi cúp điện. Rồi trần bị thấm. Đó, rồi thang máy có tiếng kêu cọt kẹt, đại loại vậy. Rồi nước mưa nó chảy thấm theo cái mạch nào, đại loại vậy. Đó, báo cáo các sự cố. Đó, hoặc là các thông báo từ phía ban quản trị hay ban quản lý chung cư báo rằng là ngày mai có đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy nha bà con. Nhớ đúng giờ thì 9 giờ sáng tụ tập xuống xem các chú công an cùng hướng dẫn cách mình phòng cháy chữa cháy thế nào. Đại vậy đấy, thông báo. Đến đây bạn đã hình dung sơ bộ về cái app và ý tưởng của cái app quản lý tòa nhà chung cư rồi. Tiếp theo có thể một cái app liên quan đến chatbot. Chatbot thì nó khó một chút xíu. Hệ thống chat thông minh để nhúng vào trong các app website. Ví dụ chào anh, em giúp gì được cho anh ấy. 3 giờ sáng vẫn thấy một cô gái chào mình. 5 giờ sáng cũng thấy một cô gái chào mình. À đù, em làm ăn vất vả thức khuya chứ. Máy nó chào chứ ngồi nó mà có người chào. Đó, những cái trợ lý ảo thông minh ấy, đại loại vậy. Thì cái app này cũng khá khó chịu nha. Thì có thể là cái nền tảng chat nó có sẵn trên mạng rồi, chứ còn nếu cái này làm này liên quan đến nhận diện, nhận dạng tiếng nói á, nó có cái độ khó đấy, xử lý âm thanh ngôn ngữ tự nhiên ấy khó. Rồi quản lý khách sạn, đó, nhà nghỉ, mình làm cái nhỏ nhỏ thôi, chuỗi nhà nghỉ, khách sạn, đó. Thì chủ nhà nhỏ cho thuê, thì bây giờ có thể là cập nhật thêm những thông tin liên quan đến nhà trọ, trạng thái cho thuê, rồi hẹn hò để đi xem, để nhìn doanh thu báo cáo, app này có đầy trên mạng. Rồi tiếp theo là cái app liên quan đến quản lý meeting schedule. Thì bạn biết là trong một công ty hay một trường học nó đều có những cái phòng họp đẹp. Ví dụ trường mình là hội trường B. Hội trường B ngay trên Paso đi lên á, Paso đi lên cái chỗ dập phân dập Vovina mình trên lầu á. Rồi, đó là có cái phòng meeting, cái phòng hội trường. Ở trong thư viện cũng có mấy cái phòng hội trường cộng với những cái phòng nhỏ nhỏ để sinh viên có thể làm việc nhóm. Và bây giờ mình có công ty cũng vậy thôi, có những cái phòng làm việc gặp cỡ khách hàng tiếp xúc ở đó. Vậy thì bây giờ là phải quản lý được xem cái phòng này có bận hay rảnh, ai đã book trước hay không, có thể hoán chuyển cho nhau hay không. Tổ chức sự kiện, tổ chức họp có thể bang bang vô, ông sếp bảo hôm nay tao tiếp đoàn từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều ở phòng meeting. Tất cả bao nhiêu lịch các khách của anh em dẹp. Khách hàng này đây là một người khách hàng tiềm năng, và nếu anh em kéo hợp đồng về thì chúng mày ấm trong 10 năm. Đấy là vậy. Rồi anh em mình có bao nhiêu dự kiến họp hành trong đó, training lính mới, dẹp mẹ đi kiếm phòng khác. Bởi vì phòng đó sẽ ưu tiên cho sếp chẳng hạn. Đấy, cái này gọi là quản lý meeting. Rồi. Tiếp tục. Quản lý phòng nha. Nha khoa, tức là liên quan đến dịch vụ về làm đẹp, về thẩm mỹ răng, miệng, các thứ này nọ thôi. À, book cái lịch làm việc. À, book cái lịch đến khám răng, các thứ này nọ. Chuyện này dễ mà. Rồi, trip diary. Cái này không phải là trip advisor, tức là quảng cáo các tour du lịch hay nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Mà cái này là ghi nhật ký. Cái này giống như cái website chia sẻ cái lịch trí hành trình. Nó giống như kiểu fanpage, nơi mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm trong những chuyến đi, những cái lưu ý với bà con, mọi người với nhau, để có được có những cái trải nghiệm du lịch tốt nhất mà lại không có mua sự bực mình. Cái này không phải đặt tour nha, nhật ký thôi. Đấy thì
đây là gợi ý những ý tưởng app mà các bạn có thể hình dung. Có những app chỉ có một dòng là gợi ý như vậy, có những app thì bên trong nó có những phần chi tiết nhỏ hơn. Hy vọng các bạn cảm nhận được. Cái này thì tôi sẽ gửi các bạn sau, về mặt các bạn chỉ nghe cái tên gọi thôi trước. Vậy thì các bạn sẽ đăng ký cái đề tài, nhóm sẽ đăng ký cái đề tài theo kiểu thú vị và hấp dẫn thì các bạn thấy thích. Và nếu lỡ đăng ký xong bắt đầu tìm hiểu sâu vào thấy éo thích như mình dự kiến thì bạn có quyền đổi. Tôi sẽ cho bạn đổi trong tuần 1 với tuần 2. Còn bắt đầu những tuần sau không được đổi nữa. Vì lý do đổi nó sẽ ảnh hưởng đến cái trễ quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hoàn tất cái dự án. Thì mình cũng không muốn các bạn không hoàn tất được thì nó sẽ không pass được môn, nó ảnh hưởng đến thực tập. Vậy thì mình cứ nghe để mình tham khảo. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật lấy yêu cầu phần mềm. Vì sống bắt đầu từ gió, viết app bắt đầu từ requirement. Chứ viết app không phải bắt đầu từ viết code nha. Làm app không phải bắt đầu từ viết code. Cái này tôi đã giảng cho các bạn nghe trong môn SLOE rồi. Nhưng mà hầu hết là chúng nó cúp học hết cả. Mà thầy thì vẫn tử tế điểm danh nhưng nó chả biết mẹ gì cả. Mà lại thi vẫn qua môn. Thì đấy là do chúng mày chọn cái chế độ học kiểu đó thôi. Chứ không phải là đề thi thì chúng mày biết rõ rồi, trước rồi, cái cấu trúc rồi. Cho nên chúng mày có thể mánh mông được. Nhưng mà tao không quan tâm điều đó. Tao không chửi chúng mày điều đó. Tao chỉ chửi chúng mày là chúng mày qua môn chúng mày chả biết gì thì đó lỗi chúng mày. Chứ không phải thầy cô không giảng. Rồi, vậy thì cái môn này đặc biệt là kỳ này lẽ ra cái môn này nếu đẹp nhất nó phải học được kỳ sau cái môn software requirement và môn software testing là hay nhất, là sau cả môn C# luôn. Tại sao vậy? Bởi vì lý do mình có được cái học được cái kỹ thuật lấy yêu cầu phần mềm các thứ này nọ thì bắt đầu mình mới dễ dàng tiếp cận app. Nhưng mà làm điều đó thì lại phải kéo dài thời gian học. Như vậy nhà trường quyết định đẩy mọi thứ này chạy song song thì hơi ép sung bạn một xíu, nhưng ép sung thì các bạn năng lực có nhiều, có dư. Đó. Và quan trọng nhất là nếu mà học song song thì vậy thì vừa học môn software requirement được một chút xíu nào đó thì mình kiểm chứng ngay cái khái niệm của nó trong quá trình làm phần mềm. Thì đấy lại có cái lợi hại hơn. Rút ngắn được thời gian và kiểm chứng được ngay được kiến thức, chứ học hết xong một môn quên mẹ nó luôn, qua kỳ tới học môn khác. Cho nên đang học thì kiểm tra hàng ngày luôn được. Thì cho nên nó vừa có cái thách thức, vừa nó có cái bất lợi và ưu điểm. Thì mình cứ coi như là mình nhìn góc độ tích cực. Vậy thì tôi sẽ là người giai đoạn đầu, tôi đóng vai của môn software requirement. Tôi cùng các bạn đồng hành, bạn sẽ đóng vai trò là người đi phân tích nghiệp vụ của khách hàng, tức là tôi là khách hàng, tôi là product owner, tôi là người sẽ đưa ra những cái ý tưởng về phần mềm, hoặc là tôi không biết đưa nhưng bạn sẽ gợi ý tôi, bạn sẽ dùng kỹ thuật bạn gợi ý tôi để tôi sẽ gật đầu và ok, đây đúng là cái mình cần đấy. Đó, bạn là nhà giải pháp phần mềm á. Chứ đừng cứ nghĩ rằng phải làm theo người ta mà có khả năng bạn phải là người chủ động đưa giải pháp. Đó. Thì các bạn sẽ học luôn ở trong quá trình làm việc với tôi ở góc độ giao tiếp hàng ngày, các kỹ thuật để lấy yêu cầu của khách hàng. Đó là một trong những điều đầu tiên của môn software requirement. Đó thì hy vọng các bạn cảm nhận được cái tinh thần của cái môn này, cảm nhận được cái công việc các bạn cần phải làm. Không phải là mình học theo kiểu một cái bài giảng, theo kiểu thầy đưa slide và giảng bài, mà bạn học trong quá trình bạn làm. Thì cái môn này nó mang tính chất theo kiểu là hướng project based, nghĩa là như thế. Toàn bộ thông tin tôi chia sẻ cho đến thời điểm này đã hết chỗ có phần mở đầu của môn này. Trước khi chuẩn bị vào lấy cái phần requirement, lấy cái phần thông tin nhóm. Anh em Giang Hồ cộng đồng mạng có thắc mắc, có hỏi đáp gì không? Thưa anh em. Sao chú mày dễ thương thế? Không có câu hỏi gì thật luôn hả? Không lẽ tao nói rõ ràng như vậy hả? Chúng nó lại im lặng kìa. Cái bọn này. Mày nói như con vẹt vậy thì hả? Dạ không. Mày chào dượng chưa? Dạ rồi. Lúc mày đồng với bà muốn mua chào dượng. Tao không nghe rõ cái chữ chào dượng. Mày nói mới biết tại sao tao với mày là có mối quan hệ dượng. Trả lời cho mọi người nghe đi. Hả? Từ hồi AOV coi là con gái của. Nhưng mà tại sao lại nhận mày là con gái? Phải có một lý do nào đó chứ. Mày lại quên luôn rồi. Chắc mày nhận lộn rồi. Hình như tao bằng tuổi ba má tụi mày mà đúng không? Thì đó mới lý do có khái niệm xuất hiện dượng, hiểu chưa? Dạ, tao già rồi, liệu hồn mà nghe lời tao, tao quýnh. Giống như cãi ba má ở nhà, quýnh. Cãi đúng cơ, cãi cái gì mà tốt cho mày á, thì cãi. Còn cả làm ăn mà, cả lơ phất phơ, cả trớn, là tao quýnh cả đám chúng mày. Cảm ơn mọi người. Như vậy nếu không có thắc mắc gì thì bây giờ chúng ta lấy danh sách nhóm. Hy vọng mọi người đã có danh sách nhóm rồi, để sau Tết sau thì dự kiến lịch làm việc của mình Tết sau là mình sẽ, các bạn sẽ cùng thảo luận với tôi về những cái đề tài và tôi sẽ có một số định hướng các bạn.
để các bạn chuẩn bị start ngay trong tuần thứ nhất này luôn. Đó. Nên mình tiến độ không phải mình gấp gáp, do bản thân cái môn này nó là thế. Nha, tôi cố gắng có sẽ lồng một số cái kiến thức, kỹ năng nào đó được cho các bạn ở trong cái môn này thì tôi sẽ đưa lại thêm. Rồi bây giờ mọi người, hy vọng mọi người đã có nhóm đầy đủ rồi. Thì nhóm nào đã đủ 4 người, 5 người thì tự được một người nào đó đọc tên cho tôi danh sách nhóm. Nhìn cái danh sách nhóm theo con số thứ tự, ví dụ bạn Trần Đức Anh là số 5, Trần Quốc Long là số 4 thì đọc số 5, số 4 cho tôi là được rồi. Xin chào nhóm 1, nhóm nào xung phong làm nhóm 1 nào? Dạ, nhóm em ạ. À. Ở đây không có ai tên là em. Dạ, thưa thầy là số 3 ạ. Rồi, ok. Đấy, nói vậy dễ đi cho rồi. Nhóm 1, cảm ơn. Dạ, số 4. Rồi. Dạ, ở phía dưới, tuốt dưới luôn. Dạ, số 32, 33 gì? Dạ, 31, 32, 33. Mấy cái thằng này nó sinh ra dành cho nhau à? Hả? Dạ, không, tụi em sinh ra nhau. Rõ ràng mày sinh nhau, sinh ra dành cho nhau vì ngẫu nhiên một cái mà tự nhiên là 31, 32, 33. Em phải tự hỏi là định mệnh. Rồi, cảm ơn. Đủ 5 người rồi đúng không? Rồi, tốt. Ừ, tắt mic đi bạn, cảm ơn. Nhóm 2, xin chào. Đứa nào xung phong cũng được mà, mạnh dạn lên. Em xung phong ạ. Giờ số 29 ạ. Cứ mạnh dạn lên các con. Nhóm 2. Số 15 ạ. Số 10 ạ. Số 9 ạ. Số 5 là cuối cùng. Số 5 ạ, số 5. Rồi, như vậy nhóm đủ 5 người đúng không? Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Tốt, nhóm 3 ơi, xin chào. Dạ, số 21. Số 22, 23. Dạ, số 19. Rồi, cảm ơn. Nhóm 4 người cũng vẫn tốt rồi. Hồi còn nhóm mà lẻ, thiếu người hụt và dư lẻ các bạn kia thì mình sẽ năn nỉ nhau để cùng vào nhá. Mọi người thông cảm với nhau, bởi vì kiểu gì chúng ta phải có một cái nhóm. Thực ra chúng ta chả biết ai trước đó ở ngoài đời, ở công ty, cho nên là vào trong đó thì chúng ta mới làm quen với nhau được. Nên mình gọi là mình cởi mở với nhau một chút. Cảm ơn. Nhóm 4 ơi. Dạ, số 14 thầy. À, số 20. Số 24, số 27. Hết rồi gì? À, cảm ơn bạn. Rồi, 4 người. Nhóm 5 ơi. Dạ, số 2. Chờ tôi xíu. À, 25. Số 25, số 26, 28. Chờ tôi xíu. Dạ, hết rồi. Rồi, 4 người đúng không? Cảm ơn. Rồi, nhóm 6 ơi. Dạ, số 10 ạ. Số mấy bạn? Mười mấy? Số 10. Số 7 hả? Dạ, số 7. Rồi, à xin lỗi, số 6. Số 11. Xin lỗi. Dạ, số 17. 4 người đúng không? Rồi, cảm ơn. Xem lại xem còn bao nhiêu người. Cảm ơn nha. Rồi, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người. Trong những bạn còn lại này đã có nhóm, có tập hợp nhau được chưa? Thì sẽ có bị lẻ một người thì sang một nhóm khác đấy. Rồi. Dạ, số 7. Số 7. Số 11. Số 7. Tôi xin lỗi. Số 11. Số 7 là bạn Nguyễn Quốc Sĩ hả? Có bị lộn không? Tôi bị lộn hả? Dạ rồi, em... Em xin lỗi không, cái gì, số mấy? Bạn nào? Nhóm 7 ơi. Dạ đây, để em trước ạ. Số 6 thôi. À, số 13 ạ. Số 18 ạ. Số 30 ạ. Dạ hết rồi thầy. Rồi, cảm ơn. Như vậy là còn hai bạn Vũ Tấn Tài và Đào Đức Thịnh ơi. Về nhóm 7 được 4 bạn đúng không? Vũ Tấn Tài ơi, cảm ơn bạn. Vũ Tấn Tài ơi.
Đào Đức Thịnh ơi, Đào Đức Thịnh. Rồi hai bạn bây giờ ngoại giao và lobby với những nhóm còn lại. Ví dụ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7 để xin người ta vào. Quên mất. Quên cái gì? Bạn có thể tự liên lạc trong nhóm và chat trong đây đi để xin người ta. Ví dụ bạn nói một câu rằng là các bạn cứ yên tâm cho mình vào nhóm thì vấn đề lập trình back end là tự mình lo cho. Các bạn không cần phải lo, các bạn cứ ăn chơi nhảy múa đi. Cuối kỳ có app. Mà nói câu đó thì người ta không giành giật mày mới lạ. Hiểu không con? Hai đứa có hiểu không? Chúng nó cũng im miệng luôn. Nếu nói không hiểu thì nói không. Nếu không hiểu thì nói câu không hiểu. Còn nếu hiểu thì nói một câu mẹ kiếp tao nói giao tiếp thế nào? Bây giờ đi ngoại giao với các nhóm còn lại. Các nhóm còn lại cũng mở lòng với các bạn đấy. Rồi báo tôi xem được nhóm mấy. Dạ nhóm 4 Tài nhóm mấy? Nhóm, à nhóm 3. Tài hay Thịnh? Cô Tài hay cô Thịnh ở nhóm 3? Nói đi. Dạ Tài ạ. Mày có bị giao tiếp vì sao không? Mày nói lại. Dạ em Tài vô nhóm 3 nhé. Cảm ơn. Thịnh đang điêu đúng không? Dạ. Mày điêu đi, lúc nào được thì báo tao. Rồi, coi như có nhóm. Vậy thì coi như mình bắt đầu cuộc chơi được rồi. Slot sau thì mình sẽ bàn về câu chuyện là mình làm gì, mình chuẩn bị những công việc gì. Vậy trước khi tôi để các bạn một chút xíu nghỉ ngơi thì trong đây có những bạn đã biết tôi ít hay nhiều thì đa cấp trong vòng một nốt nhạc để các bạn hình dung câu chuyện và để biết đường mà làm việc và liên lạc với tôi trong những tình huống nào đó. Chứ còn hầu hết tôi biết rằng các bạn sinh viên đã biết tôi rồi, rất nhiều bạn vì đã dạy qua nhiều lớp, gặp nhau rất nhiều cho nên là không có lạ lẫm nhau. Thì chào mừng các bạn đến với thế giới của giáo làng Nguyễn Thế Hoàng. Thì nhân cái mùa mà dạy của, đặc biệt là dạy của cách đây mấy kỳ đấy, tưởng lời thời lớp nhỏ, nhỏ thi. Và trước đó nữa thì tôi đã bắt đầu tôi làm cái việc là ghi lại bài giảng online cho tụi bay. Tức là bởi vì học online có nhiều thứ nó bất tiện hơn một chút xíu cho lúc đầu mình chưa quen, đến giờ thì quen quá rồi thì không nói. Cho nên là bị mất bài hay bị mất sự tập trung chú ý hay ba má ở nhà sai mình làm việc này việc kia cho nên mất bài. Cho nên lúc đó tôi mới nảy ra cái ý tưởng là thôi thì ghi nhận bài, ghi lại bài. Mà share cho các bạn sinh viên, mà share trên Face thì nó bị trôi bài rất khó, khó phân loại được cho nên tôi mới quyết định là đẩy bài lên trên YouTube. Và thế từ từ thì cái kênh nó cứ có những các bạn sinh viên ủng hộ và nó cũng lớn dần lên và đem lại được những cái giá trị nhất định cho các bạn sinh viên của trường mình và trường nước ngoài, trường ngoài, tức là các trường không phải trường FU trong nước thôi. Đó thì kỳ này tôi quyết định tôi làm luôn hai cái môn software requirements và software testing để coi như để đủ những cái bộ mà môn mà tôi cơ bản mà tôi giảng cho các bạn nghe, để không giúp cho các bạn lúc này thì giúp được chút khác và có được những cái yếu tố mà giúp các bạn ôn bài. Hay là các những sinh viên ở trường khác mà các bạn cũng muốn có những cái trải nghiệm học tập kiểu FU mình vẫn có thể được, biết được. Mình cũng không hẹp hòi hay là hạn chế trong cái việc mình chia sẻ những điều mình có cho mọi người. Mình tôi tin rằng các bạn với tôi cũng đều học được từ giang hồ rất nhiều. Những cái chuyện mình chia sẻ lại thì cũng không phải là điều gì thì mình nuối tiếc, hối tiếc hay là mình phải hà tiện với nhau. Đấy. Thì cái môn software requirement và software testing thì tôi đang ghi video nha. Ghi theo đúng tiến độ kỳ này. Lần đầu tiên tôi làm hai cái môn đó. Trước giờ thì môn đó dạy nhiều rồi, lâu rồi. Nhưng mà bởi vì mình cái môn đó là cái tự do, cái độ tự do nó cao hơn hẳn so với môn lập trình. Về môn lập trình thì mình cứ theo đúng bài, theo cái đúng kiến thức thì nó gọn trong đó. Còn mấy cái môn này là kỹ năng mềm nó rất nhiều, nói nó rất rộng, kiểu nào nói cũng được. Cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc thì nó cũng đủ rồi. Mà nhận được nhiều lời yêu cầu thì bắt đầu tôi mới, của các bạn sinh viên của các trường nữa, nên tôi mới quyết định là thôi ghi video kỳ này cho hai môn để các bạn có cái tài liệu ôn tập. Đấy là ý nghĩa của cái kênh giáo làng của tôi. Và thông tin cá nhân liên lạc của tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn nhiều bạn biết rồi, không nói phần sâu ở dưới nữa. Một sim, một sóng, email, Facebook, email cá nhân, YouTube, nickname, giáo làng, đó, triết lý cuộc sống và nghề nghiệp. Rồi, cái này thì tôi có nói rất kỹ ở trong cái mấy cái môn đầu tiên mà các bạn đã xem cái video. Thì có điều tôi cập nhật so với kỳ này, so với kỳ trước là cái cách mà trước giờ tôi ít nói về cái bài này. Đây là cái bài thơ cổ của ngôn ngữ Hán Việt. Nó nói về một cái phong cách sống của các cụ nhà mình ngày xưa. Mà tôi già rồi nên tôi chọn cái này từ lâu rồi. Giờ tôi mới public vào. Tiếp theo nữa là
Câu này là câu tôi cảm ơn anh Danvo vì ý nghĩa rất đúng cho cái việc các bạn ngồi đây với tôi và ngồi đây với giống như trong môi trường đại học, học để mang bằng về cho mẹ và mang tiền về cho mẹ. Thì đấy là thông điệp mà tôi muốn các bạn chú ý đến để mình định hướng cái chặng đường phía trước của mình một cách nghiêm túc. Còn kỳ năm quan trọng lắm luôn. Thì ngày mai nếu có thời gian thì dự thính đi để tôi kể cho nghe những câu chuyện. Còn bạn không dự thính chả sao cả. Tôi có lòng thôi, còn bạn muốn dùng thôi hay không dùng, hay bạn tự tin rồi thì đâu có sao. Mình chả cần gì phải nuối tiếc với tôi làm gì cả. Tùy ý bạn chọn. Đấy, thì đấy là tất cả thông tin tôi có cho thời điểm này và cung cấp cho các bạn. Hy vọng các bạn có được những thông tin hữu ích cho môn học. Và nếu cần liên lạc với tôi thì cũng đã biết cách nào để có thể liên lạc với tôi. Mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không trước khi tôi điểm danh và tôi dừng bài giảng để các bạn nghỉ ngơi một chút xíu và để tĩnh tâm về cái đề tài, rồi lát hồi mình sẽ vào mình thảo luận những câu chuyện tiếp theo. Chúng nó lại im lặng kìa. Chúng nó hay lắm luôn.